tiếng công sống sau giới thiệu vắng tắt khi thế giới vạch trần nó thần bí một gốc khủng bố theo đó tràn ra quỷ dị thành thường ngày giai điệu trong lúc ngủ nghe được tiếng gọi đừng dễ dàng trả lời đêm khuya yên tĩnh cố gắng không nhìn trộm ra vào thang máy tốt nhất tránh lạc đường bởi vì bạn không bao giờ biết mình sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào trong khoảnh khắc tiếp theo thế giới đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm người thông minh đều vững vàng tỉ mỉ Giang Dược bắt đầu ngay cả một con chó cũng không có, nhưng trời xuôi đất khiến bước lên hành trình nghịch hành giả. Kiến cái bạn đọc bày. 112922 bốn Viết tại sách mới phía trước. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm 2013 viết xong tác phẩm trong tay lúc đó, 14 năm đi sáng thế. Bỏ lỡ khởi điểm 6-7 năm, bỏ lỡ vô số đặc sắc. Hôm nay trở về khởi điểm phát thư, phương diện nội tình cùng người mới cũng không sai biệt lắm thế sự như ván cờ mới hồi tưởng mười mấy năm trước cố chấp ở khởi điểm chứng đạo cũng từng chứng qua mấy chứng hiện giờ giống như lại trọng nhập khởi điểm luân hồi nói cho cùng vẫn là tu vi không đến không thể nhảy ra tam giới từ nay về sau không nhập ngũ hành giang hồ không còn là giang hồ lúc trước trâu cũng không phải trâu lúc trước mọi thứ sẽ thay đổi con đường không thay đổi đạo của ta duy nhất, chỉ có đối với dòng chữ này yêu, giống như 16 năm trước khi vào hố con nghé con mới sinh kia. Hùng quan mạng đạo chân như sắt, mà nay cất bước vượt qua từ đầu. Từ đầu càng. Thống nhất nói hai chuyện tiếp theo. Một, phân loại đề tài. Không ít thư hữu nói không nên đặt ở huyền huyễn, bởi vì tên sách nhìn giống đô thị, tình tiết tắt hẳn là đặt ở linh dị. Ta thừa nhận các ngươi nói rất có đạo lý huyền huyển kỳ thật là một đại phân loại cực bao dung kỳ kỳ quái quái khoa học nói không thông nội dung phóng huyền huyển đều nói thông suốt hiện tại quyển sách này là mầm non coi như là tiểu hài tử mới sinh ra một mặt nếp nhăn nhìn không giống cha cũng không giống mẹ chờ hắn tướng mạo lớn lên chỉnh thể nhất định sẽ càng giống huyền huyển hai tranh luận về sống sau có thể đoạn video trước quá ho gây ra tranh luận không nhỏ thế cho nên rất nhiều người đều đã quên định nghĩa vốn có của sống sau. Lão Ngưu muốn nói chính là, xưng hô sống sau này đã sớm có, cũng không do đoạn video kia định nghĩa. Suy nghĩ của các bạn cũng đừng bị đoạn video đó đưa ra. Sống sau của quyển sách kỳ thật ở trang bìa đã nói rất rõ ràng, bao gồm mỗi người trong thời đại kịch biến. Sống sau của cuốn sách và sống sau của video không phải là một khái niệm, cũng không có bất kỳ định ngữ hoa lý hồ tiêu nào cũng không thuộc về quần thể cụ thể. Phải có lý do để giải thích điều này. Sống sau tiến công, năm chữ này xóa đi bất kỳ một chữ nào cũng không được. Đây là quyển sách trung tâm, xuyên suốt hậu văn toàn tuyến. Một lần nữa trích dẫn câu nói kia. Trong thủy triều thời đại biến đổi mạnh mẽ, mỗi một đóa sống sau đều là hy vọng. Một câu bổ sung. Mỗi một người đang sống đều là hy vọng. Chương 1 mất tích dấu chân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xoẹt, 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 xoẹt. Toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng, phản phất chỉ còn giọt nước này tí tách ba giây một chút, tiết tấu đều đều. Tạch 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 tạch. Tiếng nước nhỏ rõ ràng tăng nhanh, giống như người trong mộng đột nhiên gặp ác mộng, hô hấp trong nháy mắt tăng tốc. Tạch 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 tiếng dọc nước càng lúc càng dồn dập như xạ kích từ điểm bắn biến thành bắn phá tạch 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 giây lát vô số tiếng nước nhỏ trở nên vô cùng dày đặc giống như ném đậu trên không không có độ cao cũng không trải đậu không gian âm u ngột ngạt tiếng giọt nước làm người ta hít thở không thông hoàn toàn không biết từ nơi nào mà đến gió lạnh âm u vụ vụ vắt ngang qua thổi đến màn nước rối loạn phương hướng người sống đứt ruột gan bỗng dưng trong bùng lầy một bàn tay tái nhợt thò ra một bàn tay tràn ngập ham muốn sinh tồn gian nan mà bới bùn đất rất giống một người chết đuối sống sờ sờ muốn bới ra một đường sinh cơ này một nữ nhân cả người lầy lội thuận theo vị trí bàn tay kia đứng thẳng dậy tóc dài không thấy rõ tướng mạo tóc nhìn qua rất nhiều năm không cắt tỉa đều đã thắt lại hỗn độn rủ xuống dưới ngực phía trên còn dính đầy bùn nhão đang tích tích đáp lại tình hình quỷ dị nói không nên lời xì giống như ống gió người phụ nữ lớn tiếng thở hổn hển tay phải lúc trước vẫn duy trì tư thế móc túi không ngừng kề sát không ngừng kề sát bàn tay này lại trực tiếp phủ lên mặt gian dược dược nhi lạnh quá gian dược giật mình giật mình cả người như lò so bắn lên bởi vì động tác quá lớn ghế mây dưới mông bị hắn mang lật trên mặt đất, lại đụng vào bàn trà bên cạnh, bàn bóng bàn, loạn thành một đoàn. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, ngoài phòng gạch xanh ngói xanh. Nào có màn mưa lầy lội. Nào có nữ nhân nào đầy bùng lầy. Giang dược hai tay xoa xoa huyệt thái dương, nhanh chóng lắc đầu, cực lực muốn thoát khỏi hình ảnh ác mộng vừa rồi. Lại là giấc mộng này. Bước vào tháng tư mới có bốn ngày, giấc mộng này đã xuất hiện lần thứ bảy hoặc nghỉ ngơi ngủ gật, hoặc ngủ sâu, giấc mộng này luôn bất ngờ tới. Đến vô ảnh, đi vô tung. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Giang dược hung hăng xoa xoa hai má. Bàn tay tái nhật kia chạm vào xúc cảm lạnh như băng trên mặt, thủy triều, dính dính, giống như thật sự đã xảy ra. Đặc biệt là, trong nháy mắt chạm vào phát sinh, bộ dáng tóc rối bù, thê lạnh bất lực của người phụ nữ kia, giống như chụp ảnh, dừng lại thật sâu trong đầu Giang Dược, bảo tồn rõ ràng. Bốp. Lúc Giang Dược đang hoảng hốt, phía sau có thứ gì đó đột nhiên rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, thì ra ở chính giữa nhà chính đặt một khung ảnh cũ, dưới tình huống không có bất kỳ ngoại lực nào tham gia, lại mạc danh kỳ diệu ngã trên mặt đất. Nhà tổ kiểu cũ, hương án kiểu cũ, khung ảnh kiểu cũ. Kính trước khung ảnh bị vỡ, may mà ảnh bên trong không sao. Đây là một tấm ảnh gia đình 20 in, hơi ố vàng, nhìn qua có chút lâu năm. Trong ảnh một nhà bốn người tràn đầy hạnh phúc. Giang Dược cũng ở trong ảnh, bàn tay nhỏ bé của Phấn Đô Đô cầm một quả táo, vẫn chỉ là một quả tiểu chính thái 78 tuổi. Giang Dược cẩn thận quan sát hiện trường một chút, trong đầu đầy nghi hoặc. Hương án rộng chừng 40cm, dựa vào tường chính của nhà chính đặt ở giữa, khung ảnh vẫn dán tường đặt ở bên phải hương án ngày đầu tiên Giang dược từ trong thành trở về nhà của bàn thạch lĩnh làm chuyện đầu tiên đó là tổng vệ sinh từ trong ra ngoài lau chùi lau chùi đem trong ngoài nhà cũ dọn dẹp sạch sẽ khung ảnh tự nhiên cũng chăm chú lau chùi qua là hắn tự tay đặt trở về bày như thế nào cụ thể đặt ở vị trí nào Giang dược nhớ rõ ràng hoàn toàn có thể trở lại bất cứ chi tiết nào lúc đó cho dù khung ảnh trượt xuống cũng có thể là trượt ở trên hương án mà không phải nhảy qua 40 cm rộng hương án trực tiếp rơi xuống đất. Nếu muốn đạt được hiệu quả rơi xuống hiện trường, trừ phi khung ảnh này sẽ lộn nhào. Quả nhiên, vừa đến tiết thanh minh, chuyện cổ quái của cổ lý liền liên tiếp xảy ra sao? Cẩn thận nhặt ảnh gia đình từ trong mảnh thủy tinh lên, đang chuẩn bị xoay người tìm chổi hốt rác xử lý một chút, ánh mắt giang dược bỗng nhiên gắt gao nhìn chầm chầm vào ảnh chụp. Không có một chút dấu hiệu, toàn thân giang dược nổi da gà phút chốc toát ra, mồ hôi to như hạt đậu bốc lên trán ngay cả hô hấp cũng dồn dập theo người phụ nữ trong hình ảnh ác mộng trước kia hình ảnh lưu lại trong đầu gian dược lại chậm rãi trùng hợp với người phụ nữ trong ảnh mẹ gian dược thất thanh hàm răng cắn chặt môi dưới thân thể lại rung động không chịu thua kém gian dược trăm triệu lần không nghĩ tới mấy ngày nay vẫn quấy nhiễu hắn người phụ nữ tuyệt vọng bất lực trong mộng kia lại là mẹ ruột mất tích mười năm của hắn không. Cẩn thận so sánh, vẫn có khác biệt rõ ràng. Trong ảnh, trong trí tuệ của mẹ lộ ra già dặn, trong nghiêm túc dung hòa tự ái, bộ dáng ước chừng hơn 30 tuổi, chính là tuổi xuân tốt đẹp trong cuộc đời người phụ nữ. Nữ nhân trong mộng cảnh, tóc rối bù, bộ dáng thế nào cũng có bốn năm mươi, ánh mắt hoảng sợ bất lực, chảy xuôi tuyệt vọng làm người ta tan nát cõi lòng. Nhưng, Giang Dược từ trước đến nay chú trọng chi tiết đồng thời lại đã gặp qua là không quên được thông qua nhiều lần so sánh ngũ quan giống như tiếu xương gò má cao thấp tỷ lệ tam đình ngũ nhãn nhưng lại hoàn toàn có thể xác định đó xác thực là cùng một người việc này lộ ra cổ quái mười năm trước mất tích mẫu thân hơn ba mươi tuổi lại lấy bốn năm mươi tuổi nhiều lần tiến vào mộng cảnh của hắn hướng hắn khóc tố hướng hắn cầu cứu giang dược xưa nay thích suy nghĩ một ít chuyện quỷ dị huyền kỳ Đối với giải thích mộng cảnh tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Những người xuất hiện trong giấc mơ, tuổi tác phần lớn chỉ dừng lại ở quá khứ. Nhất là người đã qua đời xuất hiện trong mộng cảnh, hơn phân nửa là bộ dáng lúc trước còn ở nhân thế. Mười năm trước, khi đội khảo cổ của mẹ mất tích một cách ly kỳ, Giang Dược mới 8 tuổi. Bộ dáng của mẹ trong bức ảnh gia đình này, cơ bản chính là ký ức cuối cùng của Giang Dược đối với mẹ. Mẫu thân 4-50 tuổi. Giang Dược chưa bao giờ gặp qua, tự nhiên cũng không thể hình thành ấn tượng, càng không có lý do gì xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Giang Dược cầm ảnh chụp, kinh ngạc xuất thần, quên mất mảnh thủy tinh vỡ đầy đất. Nhị ca, nhị ca. Bên ngoài sân truyền đến một trận vui sướng kêu la, một cái khỏe mạnh khấu khỉnh nam hài chạy chậm xuyên qua sân, ở cửa nhà chính thăm dò nửa cái đầu. Nhìn thấy Giang Dược ở trong phòng, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ, một con gấu lủi đến trước mặt Giang Dược, vẻ mặt đều là vui sướng nhìn thấy thân nhân đã lâu không gặp. Nam hài ước chừng 12 tuổi, da thịt màu đồng cổ khỏe mạnh, một đôi tròng đen nhánh phản phất biết nói chuyện, phối hợp với mũi cao đặc biệt của lão gian gia bọn họ, toàn thân lộ ra giả tính độc hữu của trẻ con nông thôn. Đứa nhỏ là con trai độc nhất của nhà chú ba Giang Dược, tên lớn là Giang Đồng, nhũ danh là Tam Cẩu. Vợ chồng chú ba mấy năm nay một mực làm công ở thành phố phát triển, ông bà lại không ở nhân thế, đứa nhỏ tam cẩu này ở lại quê nhà không người chăm sóc cho nên vẫn gửi nuôi ở nhà cô nhỏ trên trấn hiếm khi thanh minh có một kỳ nghỉ dài hạn tiểu tử kia đã sớm nghe được anh họ giang dược muốn về quê bàn thạch lĩnh tế tảo mấy ngày đầu liền mại cô nhỏ dẫn hắn về bàn thạch lĩnh bất đắc dĩ tiểu cô ở trên trấn mở một cửa hàng nhỏ ăn tết bận rộn nhất thật sự không rảnh mang hắn trở về bàn thạch lĩnh cách đó mấy chục dặm điều này tự nhiên không làm khó được tam cẩu ngày thanh minh hắn trực tiếp dậy thật sớm đơn thương độc mã vượt mấy chục dặm đường núi tự mình trở về bàn thạch lĩnh một lần về thôn nhà mình cũng không trở về liếc mắt một cái một đầu liền đâm vào nhà cũ giang dược gia tam cẩu tiểu cô không phải nói trong tiệm bận rộn không rảnh mang ngươi trở về sao. có lẽ là bởi vì dính huyết mạch thân hai anh em này tuổi tuy rằng kém năm sáu tuổi bình thường cũng cơ hồ không thấy được nhưng tình cảm lại tốt không phản đối mỗi lần về quê, tam cậu đều dính lấy giang dược như kẹo cao su, hận không thể buộc vào lưng anh hai. Giang dược đối với người em họ nhỏ này cũng đặc biệt cưng chiều, nói là anh họ, về mặt tình cảm cùng thân huynh đệ không có gì khác nhau. Đối mặt với nghi vấn của anh họ, tam cậu gãi gãi đầu, không muốn thẳng thắn nói ra tình huống mình gạt tiểu cô lén mò về, lại nói sang chuyện khác. nhị ca, nữ nhân vừa rồi đi ra ngoài là ai? vẫn là một mình tôi tìm thư uyển làm gì có ai đi ra ngoài giang dược vỗ một cái vào gáy tam cẩu coi như hắn đang dở trò tránh né đề tài tam cẩu nhất thời không vui tại sao không có ai mặc váy kẻ ca rô hoa tóc thật dài một đầu một mặt bẩn thỉu giống như mới từ trong ruộng trở về ta còn kỳ quái đây đây là bà nương ngốc nhà ai nào có người mặc váy hoa xuống ruộng giang dược còn chưa vỗ được cái tác thứ hai cánh tay giơ lên giữa không trung, dừng lại. Váy hoa, tóc thật dài, một đầu một mặt bẩn thiểu. Hình tượng mạc danh kỳ diệu lại trùng hợp với mộng cảnh. Mấy đặc thù này được Tam Cẩu miêu tả như vậy, khiến Giang Dược nổi da gà. Lôi ba con chó ra khỏi sân. Tam Cẩu, ngươi thấy nữ nhân kia đi đâu? Tam Cẩu thủ chỉ sang bên trái. Con đường này, lúc ta tới nàng vừa ra sân, đã gặp nàng ở chỗ này nàng đi theo con đường này. Ta còn quay đầu lại nhìn. Tam cậu nói như thật, nhưng đường thẳng đến cuối cùng, cũng không có nửa bóng người. Giang dược dọc theo con đường này kiểm tra quá khứ, bởi vì hai ngày này mưa thanh minh vẫn tí tách rơi xuống, dấu chân trên đường ngược lại dễ dàng nhận ra. Dấu chân mới chỉ để lại khi ba con chó đến, hướng ngược lại cũng không có dấu chân mới. Tam cẩu. Mặt Giang dược trầm xuống. Nhị ca, em không lừa anh em thề, lừa anh em sẽ kêu xe đâm chết. Tam cậu hiển nhiên là một cậu bé ngay thẳng, cứng cổ liền thề. Đứa bé tam cậu này tuy rằng da, nhưng có chừng mực. Một khi lên tới độ cao của bài chú, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, trăm phần trăm là thật. Giang dược thở dài một hơi, nhìn phương hướng tam cậu nói, ngơ ngác xuất thần. Chuyện ly kỳ cổ quái này, thật sự là một tra tiếp một tra A. Chương 02 Chính bên trong đình bạn đang nghe tại truyện chấm audio thế hệ bàn thạch lĩnh có một bài hát dân gian như thế này thanh minh đầu tảo mộ tế bái không phát sầu trong thanh minh con cháu lớn nhỏ bái sơn công cuối thanh minh cô hồn giả quỷ không về nhà cái gọi là thanh minh đầu thanh minh trung thanh minh vĩ là căn cứ vào ngày âm lịch mà tính ngày dương lịch tiết thanh minh cố định vào hai ngày bốn tháng tư ngày năm tháng tư nhưng ngày âm lịch lại hàng năm bất đồng nếu vào mùng 1 mùng 2 mỗi tháng âm lịch, chính là thanh minh tiêu chuẩn, âm lịch 28 29 30 ngày như vậy, đó chính là cuối thanh minh thỏa đáng. Về phần trong thanh minh, những ngày ở giữa mỗi tháng âm lịch đều có thể xem như trong thanh minh. Bình thường thanh minh đầu, bình thường tế bái tảo mộ, không có gì chú ý, tảo mộ trong thanh minh, yêu cầu càng nhiều năm đinh tham dự càng tốt. Cái gọi là sơn công kỳ thật chính là tổ tông chung cất trên núi. Gia tộc Nam Đinh nhiều, Gia tộc thịnh vượng, nhiệt nhiệt náo nhiệt đi tảo mộ, cũng không có nhiều vấn đề. Về phần thanh minh vĩ, vậy thì tà hồ. Theo lời nói của thổ giao bàn thạch lĩnh, gặp phải ngày cuối thanh minh, các loại cô hồn giả quỷ không người tế quét sẽ du đảng khắp nơi. Loại ngày tảo mộ này, từ trong nhà ra ngoài, mãi cho đến trên đường tế bái trên núi, mỗi một giao lộ đều phải đốt một đao giấy vàng. Ý muốn mua lên đường bình an, tránh cho vật dơ bẩn dây dưa tổ tông bàn thạch lĩnh vẫn truyền miệng tin đồn này thẳng đến thế hệ phụ thân giang dược đều tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy củ này mỗi lần về quê tảo mộ cũng không thiếu cảm giác nghi thức nhất là gặp phải thanh minh cuối năm cảnh càng là chú ý nửa điểm cũng không hàm hồ đừng thấy tam cẩu tuổi không lớn lắm thế hệ trước truyền thừa đồ vật bình thường cũng không ít để trong lòng thấy giang dược ngơ ngác xuất thần tam cẩu nhịn không được nhắc nhở tam ca Âm lịch hôm nay là 29 tháng 2, cuối thanh minh, có phải là những thứ bẩn thiểu kia mò đến nhà hay không? Một phen nói chuyện, hai anh em đứng ở ngoài sân bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cũng may lúc này, một cuộc điện thoại đưa bọn họ trở về thế giới bình thường. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói lo lắng của cô. Hiển nhiên tiểu cô mới phát hiện tam cậu mất tích, biết được tiểu vương bác đảng tam cậu này đã bình an trở lại bàn thạch lĩnh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại cố ý dặn dò các loại tổ huấn của Thanh Minh vĩ, sau khi dặn đi dặn lại, tiểu cô lại mắng chữ Tam Cẩu một trận, lúc này mới cúp điện thoại. Được rồi, Tam Cẩu. Rốt cuộc cậu dậy lúc mấy giờ? Mấy chục dặm đường núi là về đến nhà. Thổ hành tôn hay là lôi chấn tử? Hắc hắc, ta tối hôm qua không ngủ. Nhị ca, nếu không, chúng ta đốt giấy đi. Tam Cẩu nhân cũng như tên, một đêm không ngủ tinh thần vẫn như chó. Giang dược ngược lại không nghĩ làm trái với tổ huấn, hắn ở tuổi này vốn chính là quảng cáo phản nghịch, thời điểm đặc biệt độc lập, có thể từ trong thành trở về thạch lĩnh tế tảo, bản thân đã nói rõ hắn rất coi trọng những truyền thống này. Nhìn tờ giấy vàng bên đường cháy thành tro bụi, nghi vấn trong lòng Giang dược lại không giảm bớt. Tuy mưa phùn không ngừng, nhưng hoạt động lên núi tảo mộ tổ tiên lại không thể giảm bớt. Giang dược vai khiên một cái quốc, tế phẩm dùng một cái giỏ trúc đã rất hiếm thấy trong thành phố, gánh ở phía sau. Tam cẩu thắt lưng đeo một thanh củi đao, trên tay xách một túi da trắng giấy vàng, giấy nguyên bảo, giấy bạc các loại vật. Hai anh em đi qua một giao lộ đốt một đao giấy vàng, đi ước chừng một giờ, đi tới một khe núi, từ xa nhìn lại, cuối đường có một tòa đình tọa lạc dưới chân núi, từ xa nhìn đình này như chu tước trương dực, tạo hình độc đáo. Nhị ca, đến cửu lý đình nghỉ ngơi không? Người chết mới nghĩ cửu Lý Đình, ngươi nghĩ sao? Không nghĩ. Bàn thạch lĩnh phạm là có lão nhân qua đời, đều sẽ chọn chôn cất ở vùng Đại Kim Sơn này. Cửu Lý Đình ở ngay dưới chân Đại Kim Sơn. Bình thường đưa tang đều có cấm kỵ, ven đường quan tài không thể rơi xuống đất. Nhưng phong tục bàn thạch lĩnh có chút chú ý khác, người khiên quan tài từ bàn thạch lĩnh đi ra, cho dù một thân thể cường tráng như trâu, đến cửu Lý Đình phải nghỉ ngơi một chút nếu muốn cậy mạnh trực tiếp lên núi, nửa đường hơn phân nửa phải ra thiêu thân. Hoặc là có người khiên quan tài bị ngã, hoặc là ván quan tài bị lật. Cách nói thông thường, từ bàn thạch lĩnh đến cửu Lý Đình, ước chừng gần 10 dặm đường, đa số đều là đường dương tràng sơn, cực kỳ khó đi. Người khiên quan tài đi tới nơi này, thể lực đã đến cực hạn, không nghỉ một hơi, thể lực không đủ để chống đỡ lên núi. Cách nói quỷ dị hơn là, cửu Lý Đình là nơi âm dương giao tiếp lên đại kim sơn âm khí quá nặng nếu như không ở cửu lý đình hảo hảo hồi phục một ngụm dương khí tùy tiện lên núi dễ dàng xảy ra chuyện còn có một cách nói tà tính nhất nói người sau khi chết hồn phách nhất thời chưa diệt nếu không ở cửu lý đình chờ một chút thi thể chôn hồn phách không có quy y dễ dàng hình thành tà ma tác yêu phải chờ thi phách đều vào địa quy huyệt không có dương gian nóng nảy mới chân chính an bình ở địa phương các loại tin đồn về cửu Lý Đình cũng không ít. Tương truyền mấy trăm năm trước có thuật sĩ âm dương tầm long điểm huyệt, chọn trúng khối phong thủy bảo địa đại Kim Sơn này, nói nơi đây có thế ngọa long, từ tình thế tầm long mà nói, thật ra là một con sinh long. Tình thế chung quanh đều tốt, long, huyệt, cát, thủy, hướng năm quyết này mọi thứ chu toàn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là phía nam thiếu một ngọn núi bảo vệ chung quanh, không thể hình thành rầm rộ năm sao tụ giảng sau đó trải qua âm dương đại sư suy tính, tìm được biện pháp bù đắp. Mô phỏng hình dạng chu tước, xây dựng một gian hàng ở phía nam Đại Kim Sơn. Bởi vì cái gọi là, ngàn thước làm thế, trăm thước làm hình. Lấy đình thay núi, cũng là lấy hình nhỏ bổ đại thế, hơi có chút không được hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng cũng hình thành khí tượng năm sao tụ giảng, ứng với các tượng thiên hạ Thái Bình. Các loại tinh đồn, gian dược cùng tam cẩu hiển nhiên nghe nói không ít. Hai anh em ở Cửu Lý Đình lại đốt một đao giấy, tìm được đường lên núi. Đường lên núi, một năm khó được đi vài lần, người ở ít tới, rất dễ dàng sinh sôi cỏ cây. Không có xài đao mở đường, muốn lên núi thật đúng là không dễ dàng. Cộng thêm mấy ngày liên tiếp mưa thanh minh, tìm thư uyển có nhiều đất đá lỏng lẻo, cũng không dễ đi. Phải mất 40 phút, hai anh em mới đến được phần mộ tổ tiên của lão Giang gia, mấy đời tổ tiên mãi cho đến thế hệ ông nội đều an nghỉ ở khu vực xung quanh. Giang dược lực tráng, phụ trách quét dọn cỏ, tu sửa phần mộ, cuối cùng bồi đắp đất mới. Ba con chó bày tế phẩm, thắp hương đốt giấy. Bảy tám phần mộ tổ tiên đi hết trình tự, hai anh em tuy mệt không nhẹ, cũng coi như thuận lợi. Năm ngoái trời mưa giấy này thế nào cũng không dễ cháy, hôm nay mưa như dầu, giấy vàng cháy tuyệt không khó khăn. Tam cẩu không thể nhàn rỗi, nhàn rỗi liền dễ dàng thần thần căng nhằn trải qua một chút như vậy của tam cẩu, Giang Dược lại phát hiện hôm nay tờ giấy này đốt thật đúng là có chút thuận lợi lạ thương. Có lẽ là chất liệu giấy năm nay không giống nhau, bỏ thêm thành phần dễ cháy gì. Chuyện ly kỳ cổ quái nhiều, cũng không kém một chuyện này. Thẳng đến tiền giấy đều hóa thành tro tàn, không hề có bất luận cái gì cháy lại nguy hiểm, hai anh em mới thu thập gia hỏa sự tình, chuẩn bị xuống núi. Người đã quen đi đường núi đều biết, đường xuống núi khó đi hơn lên núi. Từ góc độ huyền học mà nói, thế lên núi là sông lên trên, thần hoàng khí túc, tà quấy khó tập kích. Lúc xuống núi thân thể mệt mỏi, thế lại là đi xuống, càng dễ dàng gặp tà. Đang đi, đột nhiên ba con chó phía sau đột nhiên nói một câu. Nhị ca, huynh có nghe thấy động tĩnh gì không? Giang dược nghe xong, ngoại trừ tiếng mưa rơi xào xạc, không có gì khác, vì vậy lắc đầu. Không đúng. Nhị ca, huynh nghe cho kỹ, có hài tử khóc rừng sâu núi thẳm, nghĩa địa âm u, tiết thanh minh, tam cẩu lại nói nghe được có hài tử khóc. Cho dù gian dược tính lớn mật, nghe xong lời này, nhất thời liền toát mồ hôi lạnh. Chương không ba Quái sự liên tục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đừng nghe, đừng nhìn, đi nhanh lên. Giang dược quát khẽ. Nhị ca, hắn đang gọi tên ta, gọi ta Tam Cẩu. Tam Cẩu là nổi danh tính giả đã mập, lúc này thanh âm cư nhiên cũng có chút không được tự nhiên. Một tay túng lấy gian dược, sống chết cũng không cho hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhị ca, là thang đầu, là thang đầu gọi ta. Tam cẩu càng thêm thấp thỏm lo âu. Tao hồ là ai? Con trai của thang hữu thanh trong thôn, mấy năm trước bị hùng hạt tử ngậm đi, gặm mất nửa bên đầu. Tam cẩu nhắc nhở như vậy, gian dược nhất thời có ấn tượng ngày thường số lần hắn về thôn đã ít lại càng ít nhưng chuyện xưa thảm thiết này lại có nghe thấy theo thôn dân lúc ấy tìm được thi thể đứa nhỏ kia chết cực thảm lúc nhập tán thiếu hơn phân nửa đầu nghĩ đến đây toàn thân gian dược nhất thời lạnh lẽo không nói hai lời gian dược khiêng ba con chó lên muốn đi tam cẩu lại không phối hợp không ngừng đạp nước hai tay bịt lỗ tai đạp chân khàn cả giọng la hét ta không thấy đầu ngươi ta không thấy thang đầu đầu ngươi bị hùng hạc tử gặm rồi ở tuổi tam cẩu này quyết tâm không phối hợp giang dược còn có chút thật không chịu nổi hắn đành phải buông xuống bất đắc dĩ giấy vàng đã cháy hết cũng may trong túi còn có nửa bao thuốc lá lấy ra ba cây cố hết sức gật đầu đối với hư không bái ba lạy quan nợ đều có chủ chớ tìm người vô tội âm dương có phân biệt ai đi đường nấy tình huống giống như tam cẩu gặp phải hoặc là âm nhân đi dương độ, hoặc là dương nhân xông lầm âm lộ. Ba điếu thuốc còn chưa cháy được một nửa, tam cẩu cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Trong mắt mặc dù còn có vẻ hoảng sợ, cũng đã ở trong phạm vi bình thường. Giang dược theo ánh mắt kinh hồn chưa định của ba con chó, dùng quốc đẩy bụi cỏ ra, cũng là một bãi tha ma. Trước một ngôi mộ nhỏ nào đó có vật sống lay động, tới gần nhìn rõ ràng là chỉ da vàng. Bên cạnh mộ phần có một tấm bia đất nghiêng nghiêng, loáng thoáng có một chữ thang. Thang đầu chôn ở đây. Giang dược hỏi. Tam cậu lắc đầu tỏ vẻ không xác định. Hắn cùng tuổi với ta, khi còn bé thường chơi cùng nhau. Năm bị tha đi hắn mới 7 tuổi, khi hạ tán ta ở nhà tiểu cô trên trấn, không biết chôn ở đâu. Cái kia da vàng tà đến thần kỳ, thấy người chẳng những không tránh, ngược lại hồi đầu lâu tầm thường đánh giá hai anh em, mơ hồ giống như còn gật gật đầu, giống như đang chào hỏi đi thôi. Giang Dược chỉ cảm thấy hôm nay khắp nơi đều là tạ môn, một giây cũng không muốn ở lâu. Đường xuống núi còn lại, tam cẩu thay đổi liếu riếu ngày xưa, đầu rĩ không nói. Thẳng đến dưới chân núi, tam cẩu mới lầm bầm nói. Nhị ca, ngươi tin hay không? Vừa rồi chính là tam cẩu đang gọi ta, hắn còn đỉnh nửa bên đầu cùng ta vẫy tay, hỏi ta nhìn thấy hắn nửa bên đầu không có. Giang Dược rất muốn răng dạy hai câu, Tổ chức ngôn nữ hồi lâu, lại cảm thấy yếu ớt vô lực. Tam Cẩu, Thanh Minh Vĩ, cô hồn giả quỷ không về nhà. Có lẽ than đầu chính là cô đơn, tiếc Thanh Minh không ai tế lễ, cho nên chào hỏi ngươi. Giang Dược nói xong chính mình cũng muốn cho mình một bạc tai, nào có an ủi đứa nhỏ như vậy. Không ngờ Tam Cẩu nhất thời mặt mày hớn hở. Nhị ca, cũng chính là ngươi có thể tin ta. Nếu nói cho tiểu cô hoặc là đại tỷ nghe, thế nào cũng phải tác ta. Đây. Mạch não của đứa bé này không giống như một đứa trẻ bình thường, làm sao giống như cần được an ủi. Những thứ không có dinh dưỡng kia, ở trên người hắn chỉ sợ cũng không dùng được. Hai anh em vừa nói vừa nháo, bầu không khí áp lực nhất thời thoải mái không ít. Giang Dược đang định mở miệng, bỗng nhiên túng lấy ba con chó. Cơ hồ tam cẩu thân thể lão đảo nghiêng về phía trước đồng thời, hắn ban đầu đặt chân trong bụi cỏ, phúc chốc thoát ra một con mèo trắng lớn cho dù là ban ngày ban mặt hai con mắt xanh mượt kia cũng là âm trầm đủ để cho người ta sởn gai ốc cũng may đại bạch miêu mãnh liệt nhào tới động tác cũng không phải hướng bọn họ tới ở một đầu khác của bụi cỏ lại không biết từ lúc nào có một con rắn lớn đầu hình tam giác ngẩng cao tính tử rắn không ngừng phun ra nuốt vào mèo trắng hiển nhiên là ở vào trạng thái chiến đấu cấp 1. cũng là một đầu mũi nhọn rắn lục bản địa thổ cách gọi gọi là quy mai hoa, kịch độc, tính công kích rất mạnh. trước cửu lý đình mèo trắng đấu trắng lại một tràng diện quỷ dị làm cho người ta hết hồn hết vía. chỉ nhìn từ góc độ sinh học đại chiến mèo trắng cũng không tính là ngạc nhiên. nhưng ở cửu lý đình loại này bản thân liền thần thần đạo địa phương vừa là đại bạch miêu lại là lục lục trắng nếu rơi vào âm dương gia trong mắt tuyệt đối là thiên đại sự tình. có câu nói thế nào nhỉ Bạch hổ đấu thanh long, thiên địa đều muốn đâm thủng một lỗ lớn. Tam cẩu không sợ trời không sợ đất, tuy rằng vừa rồi bị than đầu kinh ngạc một chút, nhưng lại dễ quên, giờ phút này nhìn chầm chầm long hổ đấu này, nhìn đến say sưa. Lúc này Giang Dược cũng không nhân nhượng, kéo ba con chó rời đi. Nhìn sắc mặt nhị ca ngưng trọng đến có chút dọa người, tam cẩu dường như cũng có phát hiện, lại không kiên trì nữa, mặc dù không tình không nguyện, vẫn đi theo Giang Dược trở về chỉ là một bước ba quay đầu lại cổ nhiệt tình ăn dưa xem náo nhiệt kia không giống như là vừa mới bị dọa qua một đạo nhị ca chờ một chút đi được một trăm mét tam cẩu lại xảy ra tình huống có sợi gân nào không ổn đây không phải là đại kim sơn ngươi cũng đừng nháo nữa tam cẩu há to miệng ngơ ngác nhìn cửu lý đình phía sau bọn họ nhị ca ngươi xem cửu lý đình đại lương có phải hay không gãy rồi luôn luôn đỉnh đạt tam cẩu lúc này lại không có nửa điểm cật nhã vẽ cửu lý đình là kết cấu hình cánh cao ở giữa hai bên thấp cái xà chính giữa kia giống như xương sống của con người hai bên xà chính có xà ngang giống như một cái xương sườn Chùm bị gãy nghĩa là xương chính của tòa nhà bị gãy giang dược phóng mắt nhìn lại mô phỏng cửu lý đình hình như chu tước vỗ cánh bay lên đỉnh lại thật sự có chút chìm xuống tư thế vỗ cánh bay lượng rõ ràng không giãn ra như trước kia ngược lại giống như chu tước đầu bệnh hoạn xa xa nhìn lại phía trên cửu lý đình lại mơ hồ có một đoạn khí tức xanh đen như ẩn như hiện giống như cái nắp bao phủ ở trên không đình nếu muốn gượng ép một chút hơi triển khai một chút liên tưởng đoạn khí xanh đen kia thật giống như một cái búa tạ treo cao ở phía trên cửu lý đình đây là tình huống gì quái sự hàng năm đều có hôm nay đặc biệt cỡ nào cửu lý đình này đã trải qua nhiều năm mưa gió như vậy, vẫn sừng sững không ngã. Đang yên đang lành, sao xài nhà lại gãy. Giang dược mặc dù không tin hết bộ âm dương phong thủy kia, nhưng hắn chịu ảnh hưởng sâu xa của gia truyền, đối với thiên mệnh tự nhiên, đối với tình thế thiên địa kính sợ, cũng là không giả. Từng chuyện, từng chuyện, liên tiếp xuất hiện. Rõ ràng là rất không thích hợp. Sinh mẫu nhập mộng, khung ảnh rơi xuống đất, hoa váy nữ ảnh, tiền giấy dễ cháy than đầu tầm đầu lông hổ đánh nhau chu tước gãy sóng bình thường dù là gặp phải một chuyện trong đó cũng tuyệt đối nghe rợn cả người tuy rằng thanh minh đích thật là một ngày đặc thù nhưng trong vòng mấy giờ ngắn ngủi giống như phim truyền hình nhiều tập một tập tiếp một tập không ngừng trình diễn ở giữa còn không mang theo quảng cáo chen vào muốn nói đều là trùng hợp tìm thư uyển hoàn toàn không thể nào nói nổi dọc theo đường đi thấy nhị ca tâm sự nặng nề tam cậu cái hiểu cái không nhị ca ngươi là lo lắng chuyện than đầu sao lão bối từng nói bắt gặp đồ không sạch sẽ đốt giấy thắp hương bái ba lệ lễ nghĩa coi như tới than đầu khi còn sống theo ta tốt chết càng không thể cuốn lấy ta suy nghĩ của tam cậu rất thuần phát, trong nhận thức của hắn còn không hiểu cái gì long hổ đánh nhau chu tước đứt xương sống chuyện của than đầu hắn chỉ cho là một sự kiện ngẫu nhiên sơn dân từ nhỏ đến lớn, ai còn không đụng phải vài chuyện tà hồ a, à, huống chi, thổ giao bản địa cũng nói, cuối thanh minh, cô hồn giả quỷ không nhà về. Lời đồn này đời đời truyền lại, tam cẩu từ nhỏ nghe lớn lên, sớm có dự liệu tâm lý. Bởi vậy, việc này tuy rằng tà hồ, tam cẩu chỉ cho là cô lập sự kiện đối đãi cũng không có suy nghĩ nhiều, huống hồ hắn tuổi này cũng không có suy nghĩ nhiều năng lực. Nói cách khác, tam cẩu là hơi hiểu hình, lại không hiểu phân tích thế. Nếu như nói mấy sự kiện trước chỉ là một đám hình, thuộc về từng sự kiện cá thể cô lập, như vậy long hổ đánh nhau, chu tước gãy xương, liền mơ hồ dẫn dắt một loại thế nào đó. Đương nhiên đây chỉ là một chút dự cảm bản năng căn cứ vào nguồn gốc gia học của Giang Dược. Dự cảm thì dự cảm, liên quan đến đại thế thiên địa, lực lượng cá nhân như hạt kê trên giang hải, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tam Cẩu thấy Nhị Ca không đáp lời, cũng không giận lại lẩm bẩm nhị ca vừa rồi con rắn kia có phải là thanh bị quy mai hoa hay không sợ không tới mười mấy cân nếu bắt về đặt ở trên bếp hầm một nồi khẳng định vui vẻ tam cẩu là sơn thôn oa trong xương có cổ nhanh nhẹn dũng mãnh của sơn dân đời người miền núi truyền thống chỉ có hai loại lo giết sinh tồn hoặc là chinh phục tự nhiên hoặc là bị tự nhiên chinh phục bắt trắng hầm nồi chẳng qua là cuộc sống hàng ngày giản dị tự nhiên của người miền núi mà thôi. Chương 04 Quỷ dị lão ông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trở về thôn, đã là buổi trưa. Nhà cũ đương nhiên không có thức ăn dự trữ, bất quá gian dược ngày đầu từ trong thành trở về nhà cũ, mang về không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhà bếp rất đơn sơ, chỉ còn lại một cái bếp nhỏ đốt than tổ ông, than tổ ông đổ vào mấy trăm cái dù sao cũng là ăn tết cũng không thể quá đơn sơ việc nước mặn là thực phẩm chính mang về từ thành phố hơn nữa một đĩa thịt bò xào một đĩa cá kho tàu phối hợp với mấy món xào gia đình bữa cơm này cũng ra dáng mặn chay phối hợp sắc hương vị đều đủ để cho khẩu vị của tam cẩu mở rộng nhị ca thương lượng một chuyện đi tam cẩu gặm chân việc miệng vừa lẩm bẩm không thương lượng Giang dược cũng không ngẩng đầu lên ta còn chưa nói chuyện gì đâu. Tam cẩu nóng nảy. Không nói ta cũng biết chuyện gì. Vậy ngươi nói một chút, nếu không nói đúng, vậy phải đáp ứng ta một chuyện. Tam cẩu rung lên tiểu cơ linh. Muốn anh dẫn em vào thành phố, có thể. Thi đậu trung học trong thành phố. Tâm tư nhỏ nhen của tam cẩu, Giang Dược hiểu rất rõ. Một chữ thi, làm cho tam cẩu giống như quả bóng bị kim đâm, yếu siêu chân việc trong miệng nhất thời tẻ nhạt. Anh hai, em cam đoan sẽ đi chơi hai ngày. Anh dẫn em đi chơi đi. Thanh Minh có một kỳ nghỉ dài hạn, chơi hai ba ngày cũng không phải là chuyện lớn. Bất quá tiểu tử tam cẩu này tuổi khỉ, theo cột là có thể leo lên trên. Một khi đáp ứng quá thống khoái, tất nhiên sẽ có các loại yêu cầu tiếp theo. Trước tiên phơi hắn một chút rồi nói sau. Tam cẩu không biết tâm tư gian dược, đang muốn dây dưa, ngoài sân lại có người hôn một tiếng. Có ai ở nhà không? Hai anh em ra cửa vừa nhìn, là một lão hán qua đường. Nón tròn phối hợp với một thân áo tơi màu nâu xanh, trên chân dẫm lên một đôi giày cao gót hiện giờ cực kỳ hiếm thấy, dính đầy nước buồn. Bản thân lưng còng rất lợi hại, hơn nửa lưng đeo sọc cá, nhìn qua càng thêm còng xuống. Áo tơi kia cũng rất kỳ lạ, rộng hơn áo tơi bình thường không ít, lại mơ hồ có chút hoa văn kỳ quái nhìn qua hơi có chút chẳng ra gì. Nhưng tổng thể vẫn có thể phán đoán ra là một ngư ông. Tiểu ca, lão hán đi ngang qua nơi này, xin một chén nước uống. Lão nhân khẩu âm rất nặng, nói ra chỉ miễn cưỡng có thể nghe hiểu được, ngược lại đúng là cái này 180 dặm hương âm thổ ngữ. Công công, hay là tiến vào ngồi một chút. Lão Giang Gia mặc dù không phải cái gì hiển hách thế gia, gia giáo lại từ trước đến nay không thiếu về phương diện đối nhân xử thế gian dược có lễ nghĩa thành thạo hiếm có ở tuổi này không được không được một thân buồn này đừng làm bẩn trong nhà lão hán liên tục xua tay tam cẩu đi rót chén nước cho công công tam cẩu hấp tấp đi vào rót một ly nước ấm lão hán tiếp nhận chén vừa đưa đến bên miệng lại lắc đầu nông dân đê tiện cả đời đều không uống được nước sôi uống xong liền bị tiêu chảy chuẩn bị chút nước giếng là được. Ha ha, nhìn ngươi này công công, nào có nước sôi không uống, còn thích uống nước lã. Tam cẩu chăm chọc, trong tay ngược lại là không nhàn rỗi, đi tới sân bên cạnh giếng nước đánh lên một thùng nhỏ. Cốc cốc cốc. Đừng thấy lão hán còng lưng gầy gò, uống nước cũng có chút hào hùng, hơn nửa lượng lớn kinh người. Một thùng nước nhỏ, trong nháy mắt đã bị hắn uống cạn. Chẹp chẹp miệng, lại có chút ý còn chưa hết ngay cả tam cẩu là loại hàng ăn uống toàn năng này, cũng tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Tiếp nhận lão hán đưa tới thùng, tam cẩu không hiểu sao nhớ tới năm đó ở trong thành uống đồ uống trúng thêm một chai màu, bật thốt lên. Thêm một thùng nữa. Thêm một thùng nữa. Lão hán giống như cân nhắc một chút như vậy có phải có chút không thích hợp hay không, lập tức sảng khoái nhếch miệng, vậy thêm một thùng nữa. Lại một thùng đi xuống, lại là một cái đáy hướng lên trời. Tam cẩu ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại nói thầm, từ xưa chỉ nghe nói thùng cơm, vẫn là lần đầu tiên kiến thức cái gì gọi là thùng nước. Lão hán lúc này dường như uống đủ rồi, khoát tay muốn đi. Đi được vài bước, lại lão đảo quay lại, vẫy tay với Giang Dược. Tiểu ca, uống hai thùng nước của ngươi, tặng ngươi mấy câu. Mời công công nói. Lão hán mặt danh kỳ diệu cười cười, dưới cổ họng giống như cá phun bong bóng, thì thầm ung ục tựa hồ nói thầm vài câu gì đó, lại giống như cái gì cũng không nói. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lão hắn lưu lại một nụ cười quỷ dị, tập tỉnh mà đi. Tam cẩu, ngươi nghe rõ hắn nói cái gì không? Nhị ca, ngươi cũng không nghe rõ. Xú lão đầu không phải là đùa giỡn chúng ta chứ? Hắn rõ ràng cái gì cũng không nói a. À, tam cẩu giận, muốn đuổi theo lý luận. Giang dược giữ chặt không cho đi, lắc đầu quên đi, lão nhân gia lớn tuổi như vậy, dù sao cũng chỉ là hai thùng nước giếng. Hai anh em phẫn nộ trở về phòng. Còn chưa đi tới nhà chính, hai anh em liền phát hiện trên hành lang dị thường. A, à, nhị ca, trên hành lang viết cái gì? Trên hành lang rõ ràng có thêm ba hàng chữ to, bút tẩu long xà, rất có khí tượng. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, mỗi hàng có 10 chữ, hàng thứ ba có 12 chữ. Ai viết vậy? Cửa sau đóng lại, trong phòng không có ai, hai anh em bọn họ một mực ở ngoài sân, không có khả năng có người từ cửa sân đi vào. Hơn nữa chỉ trong chốc lát, muốn viết thành nhiều chữ như vậy, rất không khoa học a. À. Quỷ dị nhất chính là, chữ này đúng là thủy ngân viết thành. Chấm nước viết chữ to, gian dược ở trong thành ngược lại là thường thấy. Trong công viên, thậm chí khu chung cư trống trải thường có ông lão yêu thích thư pháp thích nhất là khoe khoang mấy chiêu như vậy nói nó quỷ dị, quỷ dị ở bốn giờ. Một, chữ này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, chữ viết ung dung, không có bất kỳ cảm giác vội vàng, ngắn ngủi như vậy một chút thời gian, bình thường tốc độ tay rất khó hoàn thành. Hai, sân lớn như vậy, bọn họ đứng ở cửa, cùng hành lang ở giữa cũng chỉ bảy tám mét, cho dù có người lén viết nhiều chữ như vậy, không có khả năng không nháo ra nửa điểm động tĩnh. Ba, bình thường chấm nước viết chữ to, đều là tức viết tức tan, Dấu vết sẽ chậm rãi nhạt đi cho đến khi biến mất. Nhưng dấu vết của vết nước này hình như còn đậm hơn cả mực nước, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu đang dần phai nhạt. Tất nhiên, quỷ dị nhất chính là nội dung của ba hàng chữ này. Bạch hổ đấu thanh long, thiên địa đâm thủng lỗ thủng. Chu tước sống lưng đức, nhân gian đa sự đoan. Thị phi chi địa đa thị phi, không cần ở lâu a. À. Nếu như nói lúc trước gian dược chỉ dừng lại ở dự cảm suy đoán. Ba hàng chữ này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ chút tâm lý may mắn cuối cùng trong lòng hắn. Những dự cảm lúc trước chỉ sợ thật sự phải búa tạ. Tam Cẩu dù sao cũng mới 12 tuổi, những chữ viết vòng vo này, hắn chưa tốt nghiệp tiểu học căn bản xem không hiểu, cũng vô lực cân nhắc sau lưng có thâm ý gì. Cầm lấy con dao gỗ tựa vào cửa, vọt vào trong phòng. Lục lọi trong ngoài một lần, tìm thư Uyển, cuối cùng chán nản đi ra. Lắc đầu cửa sau đóng, trong phòng cũng không có ai. Đi theo ta. Giang dược lại có cảm ngộ, bước nhanh ra ngoài sân. Lúc trước lão nhân gia kia, là hướng bên này đi. Giang dược mang theo ba con chó, dọc theo phương hướng lão ngư ông kia rời đi, một đường truy tìm, thẳng đến cuối đường, dừng lại gần một khe suối nhỏ. Giang dược đẩy bụi cỏ ra, một cái sọc cá, một đôi giày rách bỏ vào bên trong. Đến khe suối nơi này chính là đoạn đầu đường, trừ phi vượt qua. Nhưng trong khoảng thời gian này mưa nhiều, nước khe suối rất sâu. Đừng nói là lão ông lớn tuổi, coi như là tráng niên, không mượn công cụ, quả quyết không có khả năng vượt qua. Hơn nữa cho dù đi qua khe suối, loài người ăn cơm như sọc cá này không có lý do gì vứt đi. Nhị ca, ngươi xem, trong nước có thứ gì đó. Tam cẩu tinh mắt, chỉ vào mặt nước kêu. Quả nhiên, hạ du khe suối hai ba mươi mét, có một sinh vật sống lúc chìm lúc nổi bơi đi vật đó có đầu có tứ chi trên lưng có vỏ trên vỏ có hoa văn rõ ràng là một con rùa già tam cẩu sau khi nhìn thấy rõ ràng thở dài một hơi cảm thấy vô cùng đáng tiếc giá như có một tấm lưới thì tốt rồi một con rùa lớn như vậy vật đại bổ mang lên thị trấn bán thế nào cũng đáng giá mấy trăm lúc này liền thể hiện ra ưu thế tuổi còn nhỏ tuổi nhỏ vô tri Vô tri không sợ, sẽ không liên tưởng mù quáng, cũng không có gì hoang mang. Một đường trở về, Tam Cẩu không ngừng phun tào lão nhân mượn nước uống kia, cảm thấy hắn khẳng định có đồng đảng, cố ý giả thần giả quỷ, trêu đùa bọn họ. Về phần động cơ, Tam Cẩu quy kết là khi dễ hai anh em bọn họ tuổi không lớn, người lớn không ở nhà. Giang Dược cũng không giải thích, không cần phải để một đứa trẻ 12 tuổi đi theo gánh phần kinh hải này. Chương 05 hai ca, trên xe kia không thể. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lão ngư ông cộng lưng, áo tơi có hoa văn, uống liền hai thùng nước, mà chỉ cần nước sôi không cần nước sôi, cộng thêm sọc cá và giày mang vứt bỏ, rùa già bơi lội mà đi. Đáp án kỳ thật đã không cần nói cũng hiểu. Giang Dược là một người rất giỏi quan sát chi tiết, lão ngư ông mặc áo tơi kỳ quái mơ hồ có hoa văn, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ quái. Sau khi nhìn rõ hoa văn trên lưng con rùa già phù thủy kia, Giang Dược lúc này hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mấy chục chữ kia, hơn phân nửa là lão quy mượn hai thùng nước kia lưu lại. Người khác mượn hoa hiến Phật. Lão quy đây là mượn nước dân lời. Nhưng mà... Lão quy hóa hình, miệng phun tiếng người, đây vẫn là thế giới của người bình thường trước kia sao? Cho dù hôm nay là tiết thanh minh, vậy cũng không khỏi khiến người nghe kinh sợ trở về nhà cũ trong phòng ngược lại cái gì cũng không thiếu cái gì cũng không thiếu trên hành lang chữ thủy vốn có ấn ký rất đậm rồi lại ly kỳ biến mất thật giống như có người dùng máy sấy khô trong nháy mắt một chút dấu vết cũng không có biết những chữ này từ đâu tới gian dược tự nhiên cũng không hề rối rắm những chữ này đi như thế nào lăn qua lăn lại như vậy đồ ăn cũng nguội lạnh cũng may hai anh em cũng ăn no bảy tám phần tam cẩu vì lấy lòng gian dược cực kỳ ân cần thu dọn bát đũa. Không bao lâu sau, tam cẩu liền đem trong ngoài xử lý thỏa đáng. Có thể thấy được ăn nhờ ở đậu, cho dù là nhà cô nhỏ, tam cẩu khẳng định cũng là ông sống không ít. Có nhãn lực như vậy, ở đâu cũng không chịu thiệt thòi. Giang dược vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào ghế mây, cân nhắc chuyện xảy ra hôm nay. Từ hôm qua trở về thạch lĩnh, Giang Dược luôn cảm thấy chỗ nào cũng có điểm không thích hợp cụ thể muốn nói chỗ nào không thích hợp hắn nhất thời lại nói không nên lời hôm nay từng chuyện từng chuyện này thật muốn nghiên cứu tỉ mỉ quả thực có thể biên một quyển chuyện xưa linh dị sinh mẫu nhập mộng khung ảnh rơi xuống đất hoa váy nữ ảnh tiền giấy dễ cháy than đầu tầm đầu lông hổ đánh nhau chu tước gãy sống hôm nay lại thêm một lão rùa hiến lời bạch hổ đấu thanh long thiên địa đâm thủng lỗ thủng sống lưng chu tước gãy Nhân gian đa sự đoan. 20 chữ sắm này, trên mặt chữ dễ hiểu, nhưng muốn cụ thể đến chi tiết, gian dược lại cảm thấy vô tri hạn chế trí tưởng tượng của mình. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, sáng sủa càng khôn, thanh bình thế giới, làm sao liền đâm cái đại lỗ thủng. Có thể sinh ra bao nhiêu sự cố? Chiến tranh? Động đất? Hay bệnh dịch, bệnh tật hay gì đó? Điều này vượt qua cực hạn tưởng tượng của gian dược, dù sao cũng chưa từng viết tiểu thuyết trên mạng não không đủ lớn khó có thể tiến hành suy diễn hợp logic gì nhưng thì phi chi địa đa thì phi không nên ở lâu à những lời này chính là rõ ràng ý tứ không thể rõ ràng hơn đây là nhắc nhở hai anh em bọn họ rời khỏi nơi này rời khỏi bàn thạch lĩnh nhưng mà lý do là gì đây chính là chỗ gian dược cảm thấy không thích hợp Nhất định có chỗ nào đó không thích hợp còn chưa bị phát hiện, mà chỗ không thích hợp này có thể chính là lý do lão rùa nhắc nhở ta rời đi. Giang Dược cảm thấy tâm tình mình gần như nổ tung. Nhiều lần hắn thừa dịp Tam Cẩu không chú ý, hung hăng nhéo mình một cái. Nóng bỏng sinh đau nhắc nhở hắn, đây thật đúng là không phải đang nằm mơ. Nhị ca, ngươi có phát hiện hay không, trong thôn chúng ta có chút quái a, à, Giang Dược đang nháo tâm tam cẩu chuyển cái ghế thần thần cằn nhằn kề sát vào trước mặt. Thân thể đối diện lưng ghế đặt mông làm tiếp, hai tay vừa vặn đặt ở lưng ghế, nâng cầm. Nói thế nào? Giang dược giật mình. Tam cẩu tuy rằng thần kinh lớn, nhưng tiểu tử này mạch não không tầm thường, năng lực quan sát so với bình thường bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn, nói không chừng từ góc độ của hắn, ngược lại có thể đạt được một chút manh mối. Năm nay người trong thôn đặc biệt ít, Ngươi nói có trách hay không? Ta buổi sáng trở về một đường vào thôn, một bóng người cũng không thấy. Thanh minh năm ngoái, coi như là trời mưa, một đường đi đại kim sơn tảo mộ, làm sao còn không gặp được mấy nhóm người. Hôm nay cả ngày, ngoại trừ nhị ca, liền đùng phải lão đầu đánh cá kia, còn là một người quê ngoài. Bàn thạch lĩnh vốn là một sơn thôn nhỏ, địa lý hẻo lánh, mấy chục năm qua cũng chỉ có hai ba mươi hộ. Đến gần hai mươi năm, dân bản xứ quả thật càng ngày càng ít, có thể dời đi cơ hồ đều dời ra ngoài. Nghiêm túc mà nói, coi như là gian dược, cũng không phải chỗ ngồi, thuộc về người thành phố hồi hương. Nhưng dù vậy, lưu thủ lão nhân vẫn có một ít. Có người già ở lại trông coi, còn cái đời sau của bọn họ, loại ngày tiết thanh minh này, như thế nào cũng không thể không trở về xem một chút chứ. Truyền thống tế tảo thanh minh, bàn thạch lĩnh luôn luôn rất coi trọng, không có lý do gì một cái cũng không nhìn thấy a à. Giang dược càng ngẫm lại, trong lòng càng sợ hãi. Cẩn thận hồi tưởng lại, chạm vạn ngày hôm qua trở lại bàn thạch lĩnh, cho tới bây giờ, hắn thật đúng là chưa thấy qua một bóng người, thậm chí ngay cả chó sủa cũng không nghe được một tiếng. Bàn thạch lĩnh đời này khai chi tán diệt, cho dù rải rác ở các nơi, tiết thanh minh cũng không đến mức một người hồi hương tế tạo cũng không có chứ. Ông lão bán cá kia, có phải người còn chưa nói? như vậy còn con người suy nghĩ chi tiết như vậy quả thật là suy nghĩ cực kỳ khủng bố con đường trước cửa viện kia mặc dù không phải là con đường chính trong thôn nhưng cũng là con đường thường đi hơn nửa ngày trôi qua ngoại trừ dấu chân của tam cẩu và hắn ra căn bản không có dấu chân mới mẻ nào khác mà đường núi đại kim sơn trên cửu lý đình một đường bụi gai mọc thành bụi rõ ràng không có dấu vết bị mở ra nói cách khác ít nhất trước khi bọn họ đi trong thôn căn bản không có ai lên đại kim sơn tế quét qua cái này rõ ràng không bình thường phải biết rằng toàn bộ tổ tông bàn thạch lĩnh chỉ cần qua đời ngoại trừ những người chết tha hương hoặc là thất đức không thể vào phần mộ tổ tiên còn lại cơ bản đều chôn cất ở đại kim sơn nói không khoa trương tổ tiên người bàn thạch lĩnh ngủ ở đại kim sơn có thể nhiều gấp mấy lần người bàn thạch lĩnh hiện tại ngày thanh minh này lại không có ai lên đại kim sơn tế tảo quỷ dị hay không quỷ dị ly kỳ hay không nghĩ đến nơi lành lạnh gian dược trùng mình một cái tam cẩu đi chúng ta trở về tinh thành ăn thức ăn thừa canh thừa toàn bộ không cần mấy bộ quần áo nhét vào ba lô nhẹ nhàng ra trận tấm ảnh gia đình kia cũng bị gian dược cẩn thận cất vào trong ba lô thiết tướng quân giữ cửa phòng quân tử không phòng tiểu nhân Đương nhiên nhà cũng ngoại trừ chút đồ dùng cũ công kềnh, còn có chút chậu chậu bát bát, mấy trăm thang tổ ông, cũng không có gì đáng giá trộm. Bàn Thạch lĩnh trở về thành phố hiển nhiên không có khả năng có xe đi thẳng, phải đi sáu bảy dặm đường, đi tới sườn núi Đại Kim Sơn, nơi đó có một con đường núi hai làng xe, sửa một sân ga ven đường. Nói là sân ga, kỳ thật một ngày cũng chỉ có một chuyến xe, mỗi ngày 2 giờ chiều xuất phát từ thị trấn cách đó hơn 20 km ước chừng 2 giờ rưỡi đi qua cái gọi là sân ga xe buýt phía tây đại kim sơn này. Dưới tình huống bình thường là vẫn không tới nửa đường khách, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có mấy cái lẻ tẻ tán khách. Tìm thư uyển www chấm com giống như hai anh em gian dược, chính là tán khách như vậy. Xe buýt khoảng 2 giờ rưỡi đến sân ga bên sườn núi Đại Kim Sơn Tây, hiện tại chạy tới, thời gian còn rất đầy đủ. Hai anh em vội và chạy tới sân ga cách 2 giờ rưỡi còn kém một khắc. Sân ga rất đơn sơ, bên cạnh dựng thẳng một tấm biển chỉ đường, dựng một tảng đá dài để ngồi. Không chắn gió, không che mưa. Trời mưa như thế này, tự nhiên cũng không ngồi được. Tuy là chuyến xe thành thị nông thôn, nhưng cũng đúng giờ. Tài xế xe buýt thấy có người vẫy tay, đạp phanh một cước dừng lại. Đi tinh thành, một vị 25. Tài xế cũng không nghiêng đầu một chút mặt tài xế xe buýt tiêu chuẩn. Chuyến xe thành thị và nông thôn, gian dược không trông cậy vào có trải nghiệm xa hoa gì của khách quý, sắc mặt tài xế có đẹp hay không cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta ngồi xe. Hơn nữa đã trải qua một ngày như ác mộng này, cuối cùng cũng gặp được một xe người sống, thân thiết. Giang Dược không nghĩ nhiều, nhấc chân muốn lên xe. Vừa bước lên một chân, ba con chó sau lưng lại gắt gao giữ chặt Giang Dược. Anh hai, nếu không chờ xe khác đi. Tam cẩu luôn dương oai, sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ sợ hãi. Đừng nhìn tài xế xe buýt mắt cũng không nhìn bọn họ một cái, lỗ tai lại tốt. Nghe tam cẩu nói chờ xe khác, cho rằng ngại đắt, chợt cảm thấy không kiên nhẫn. Bóp một tiếng đóng cửa xe, đạp chân ga lên, xe buýt nghênh ngang rời đi. Ngốc! Một ngày chỉ có một chuyến xe, đợi nữa ngày mai vẫn là chuyến xe này của lão tử. Xem cậu có thể đợi mấy ngày. Giang Dược cũng không ngờ tài xế xe buýt lại ngạo kiều như vậy, một lời không hợp liền rời đi. Tam cậu, ngươi không biết một ngày chỉ có một chuyến xe này sao? Tam cậu ngập ngừng không nói, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Không thoải mái. Tam cậu lắc đầu. Nhị ca, trên xe kia không được. Chương 06 Trốn qua một kiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xe kia có vấn đề gì? Chuyến xe này tôi ngồi rất nhiều lần. Tài xế này không nhận ra tôi, tôi lại nhớ rõ anh ta. Vấn đề gì? Tuy rằng hôm nay xảy ra không ít chuyện ly kỳ, nhưng xe người sống, tài xế vẫn là gương mặt cũ, gian dược tự nhiên không cảm thấy có vấn đề gì. Xe không thành vấn đề, người cũng không thành vấn đề, nhưng... Tam cậu muốn nói lại thôi, giống như đang suy nghĩ nên dùng từ như thế nào, mới không đến mức chọc nhị ca tức giận, đồng thời còn có thể nói đến nhị ca tin. Nhưng cái gì? Giang Dược nhìn không được truy vấn. Nhị ca, chuyện than đầu, ngươi tin ta, đúng không? Tam cẩu không trả lời, ngược lại hỏi. Giang Dược nhìn chầm chầm tam cẩu, nghĩ nghĩ, không lên tiếng, cuối cùng gật đầu. Vậy ta nói cái gì, nhị ca ngươi đều tin sao? Tam cẩu lại hỏi tin. Giang dược sờ sờ đầu tam cẩu. Nhị ca, xe kia không thành vấn đề, người cũng không thành vấn đề. Nhưng mà... Nhưng mà trên nóc xe, có rất nhiều thứ đáng sợ, anh không thấy sao? Có gì đó trên nóc xe? Giang dược nhớ lại chiếc xe kia từ xa đến gần, dừng lại, rời đi. Toàn bộ phân đoạn ở trong đầu hắn chiếu lại mấy lần, trong trí nhớ của hắn, xe là bình thường xe buýt, động cơ âm thanh bình thường, bánh xe dấu vết bình thường, thậm chí thắng xe lúc lóc xe mặt đất ma sát âm thanh cũng không có bất kỳ dị thường, nóc xe đồng dạng cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhị ca, huynh thật sự không thấy sao? Thanh âm tam cẩu có chút run rẩy. Ngươi đã thấy cái gì? Đừng sợ, nói tỉ mỉ. Những thứ kia, người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống như trong suốt, hình dạng biến tới biến lui, so với khỉ còn linh hoạt hơn, có chút để trên nóc xe, có chút treo trên gương chiếu hậu, có chút dán trên kính chiếu hậu, còn có nằm sắp trên lóc xe. Ta liền kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy, cả xe người đều không nhìn thấy sao. Đường núi trống trải, vùng ngoại ô hoang vắng vắng vẻ, sắc trời ảm đạm, mưa phùn âm trầm, cộng thêm bốn phía đều là dãy núi đông nghiệp, khiến cho thiên địa này tăng thêm vài phần thê lương khủng bố. Hơn nữa tam cẩu lại nói chuyện quỷ dị như thế. Núi sâu hoang dã, người ở hoàn toàn không có. Gió núi vù vù thổi bừa bãi, mây trong núi bắt đầu biến ảo, giống như vô số đại khủng bố không nhìn thấy từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến. Nhị ca. Tam cẩu, đừng nói nữa, đi theo ta. Giang dược trong lòng kêu khổ, cái này quỷ dị lên, còn không dứt sao. Bàn thạch lĩnh tuyệt đối không thể trở về, giang dược đưa ra quyết định rất có dũng khí, đi lên trấn trên. Lần này đi trấn trên, ba mươi dặm đường núi, đi nhanh cũng phải hai giờ cũng may bây giờ sắc trời còn sớm. Tam cẩu nghe nói đi trên trấn, sợ dê vào miệng cọp, đi trên trấn tiểu cô sẽ không cho hắn đi loạn, có chút mâu thuẫn. Bất quá không lây chuyển được gian dược kiên trì. Bỏ lỡ chuyến xe, đi hơn trăm dặm đường trong thành phố, đi bộ về tinh thành lại càng không thực tế. Đi lên thị trấn, có lẽ còn có thể thuê xe về thành phố, đơn giản chính là chuyện thêm chút tiền. Đường núi lầy lội không chịu nổi, mười bước chín trơn, đi lại so với bình thường càng vất vả hơn. Dọc theo đường đi tam cẩu không ngừng oán giận. Nhị ca, huynh bảo mùi uống nước làm gì? Uống no quá, đi không nhanh. Uống, uống nhiều một chút. Em không thấy nhị ca cũng uống sao? Uống nhiều nước tiểu quá. Cần nhiều nước tiểu như vậy làm gì? Luôn móc chim sẽ đi tiểu, tam cẩu còn ngại phiền. Hắc hắc, nghe nhị ca, không sai gian dược nội tâm cầu nguyện đều nói đồng tử tiểu trừ tà, hy vọng đoạn đường này tiểu qua có thể khởi động tác dụng đi. có lẽ cái này đồng tử nước tiểu thật đúng là có chút hiệu quả. 5 giờ rưỡi vừa qua mấy phút, hai người một đầu một mặt dính bùng nhão đi tới trên trấn, dọc theo đường đi thật đúng là không gặp phải cái gì tình huống lớn. tiểu thư thiếu chút nữa không nhận ra bọn họ. hai tiểu nghe con các ngươi, đây là nháo cái dạng gì a? À, tiếc thanh minh giả quỷ hù dọa lão cô sao? tiểu cô trời sinh miệng lưỡi dao găm tâm không xấu nhìn thấy bộ dáng chật vật của hai đứa cháu nhà mẹ đẻ tự nhiên đau lòng vô cùng hai người lau một trận cuối cùng cũng khôi phục được bảy tám phần nhân dạng nghe giang dược nói muốn thuê xe về thành sắc mặt tiểu cô thay đổi tại chỗ sao vậy sát ngôn quan sát là sở trường đặc biệt của giang dược vẻ mặt của tiểu cô rõ ràng là có việc dược a à, ngươi không biết người trong trấn đều sắp điên rồi nào còn có tâm tư bao xe cho ngươi nói sau trên thị trấn xảy ra chuyện gì các ngươi vừa mới đi ngang qua có nghe nói không đại kim sơn tây nghiêng qua mấy dặm đường đỉnh núi sụp đổ một mảng lớn xe buýt từ thị trấn lên tinh thành vừa vặn bị chôn vùi trên xe có mấy chục người hoặc là người trong trấn hoặc là có quan hệ họ hàng với thị trấn dù sao cũng là người quen ngươi nói xem lúc này ai còn có tâm tư ra khỏi xe hơn nữa đường đều bị cuốn trôi không qua được a à? ôi vừa rồi lão cô nghe xong chuyện này trong lòng vẫn ban ban nhảy đến bây giờ chỉ sợ các ngươi hai tiểu hoạt thú cũng đi trong thành lên chuyến xe kia tiểu cô nói xong một tay nâng một cái gào khóc lên giang dược và tam cẩu nhìn nhau ánh mắt tràn đầy kinh hãi đây là nói hai anh em không lên chuyến xe đó là tránh được một kiếp tiểu cô vừa khóc, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng trở về thành đêm nay của hai anh em. Nữ nhân một khi mẫu tính tràn lan, nhất định phải có một quá trình hóa giải. Phương pháp hóa giải có thể là ăn một bữa cơm, tán gẫu một lần, nghe cô lại nhảy một trận. Bởi vì cháu trai lớn ngoài ý muốn đến, bữa cơm tối này cô nhỏ làm đặc biệt phong phú. Nhà cô nhỏ ở trên trấn tính điều kiện không tệ. Nam nhân gã đi cũng chịu khó kiên định, nói không nhiều lắm, người lại trung hậu thiện lương. Đối với cháu trai tam cậu gửi nuôi ở nhà mẹ để lão bà, chưa bao giờ nói qua nửa câu không phải. Dược A, à, ăn nhiều một chút, đây là sở trường của tiểu cô. Nếm thử cái này, cùi chỏ kho tàu, xem tay nghề của cô có tiến bộ không. Còn có tôm vây, vị cây, hồi nhỏ con thích ăn nhất. Trên bàn cơm, tiểu cô an vị ở bên tay phải gian dược, một mực đưa đồ ăn cho gian dược, dùng lực đạo không thể cự tuyệt không ngừng cứng rắn nhét vào trong bát gian dược ánh mắt sắc bén của tiểu cô cho thấy nếu không ăn sẽ gặp phải đại sự gian dược đành phải kiên trì làm cũng may hắn đang tuổi trẻ lớn lên thân thể đại mặn món ăn cứng cũng không kháng cự điều này làm cho tam cẩu bên cạnh không khỏi có chút ăn vị cùng là cháu trai nhà mẹ đẻ chẳng lẽ tam cẩu ta không còn là tiểu thú sống mà tiểu cô yêu thương nhất sao dựng trên bàn thấy tam cẩu mất mát, cười ha hả gấp cho tam cẩu một khối xương cao bồi, lại gấp một khối móng heo. Nào, tam cẩu chúng ta cũng ăn khỏe mạnh một chút. Tam cẩu thiếu chút nữa khóc, làm sao trước kia không phát hiện dượng đáng yêu như vậy. Cũng may thằng nhóc nhà cô nhỏ tuổi còn nhỏ, còn không biết tranh phong uống giấm chua, bằng không trên bàn cơm này chỉ sợ nhất định phải trình diễn một hồi tranh sủng tam quốc chí không thể đề tài trong bữa tiệc tránh không được muốn nói đến chiếc xe kia, không khí nhất thời cực kỳ áp lực. Tương lai một đoạn thời gian, trên trấn chỉ sợ là mây đen ảm đạm, bạch sự liên tục. Tam cẩu cực kỳ bình thản, không có tâm lý khoe khoang thường có của hài tử tuổi này, cư nhiên đối với chuyện xe buýt, bao gồm cả kinh nghiệm cổ quái cả ngày này, tuyệt khẩu không đề cập tới. Giang dược lại càng không đến mức ngột ngạt vào thời điểm mấu chốt này, có một số việc nhất định không thể nói toạc ra chỉ có thể nát ở trong bụng một khi truyền ra ngoài một truyền mười mười truyền trăm không chừng sẽ biến thành vị gì vạn nhất khiến cho xã hội khủng hoảng tạo thành ảnh hưởng ác liệt hậu quả không thể tưởng tượng nổi cũng may đề tài áp lực này không tiếp tục cô út chuyển đề tài hỏi chuyện tế lễ dược a à, mặc kệ sau này hai anh em các ngươi có bao nhiêu tiền đồ bay tới địa phương nào đều cho ta nhớ kỹ bàn thạch lĩnh là gốc rễ của các ngươi đừng giống như lão tử các ngươi, ai. Nói đến huynh đệ nhà mẹ đẻ, tìm thư uyển thở ngắn than dài một trận. Nhà mẹ đẻ có ba ca ca, đại ca hơn 20 tuổi còn chưa lập gia đình đã ngoài ý muốn qua đời. Anh hai cũng chính là cha của Giang Dược, hai năm trước bỗng nhiên để lại một phong thư, cũng mất tích. Tam ca thì là cha của Tam Cẩu, ngược lại không mất tích, thân thể khỏe mạnh. Hai vợ chồng làm công ở thành phố phát triển, quanh năm suốt tháng tiền không kiếm được bao nhiêu nhà cũng không lo đứa con duy nhất là tam cẩu ngược lại trở thành đứa trẻ ở lại trông coi có đôi khi tiểu cô thậm chí nhìn không được nghĩ có phải phần mộ tổ tiên gian gia xảy ra vấn đề gì hay không như thế nào gia đạo này là một năm không bằng một năm quan cảnh tiểu cô công đến cùng là cái gì vậy cha mẹ ta như thế nào lão ở bên ngoài đánh nó đánh nhiều năm như vậy còn không có đánh ra cái trò gì sao tam cậu bị tiểu cô lại nhảy, ngược lại có chút nhớ cha mẹ, trong tay cầm một cái khuỷu tay, khóe miệng đầy dầu mỡ còn dính mấy hạt cơm, kinh ngạc hỏi. Ngươi quản nó là thứ gì? Dù sao sau này ngươi có tiền đồ một chút. Đừng giống như cha ngươi suốt ngày không biết bận rộn cái gì, Oa nhi cũng không chăm sóc được. Dượng vội hòa giải. Ai ai, con cứ nói thầm với oa nhi làm gì. Sau khi ăn xong, rửa mặt xong, Giang Dược lại nhận được điện thoại của chị Giang Ảnh lo lắng gọi tới, hiển nhiên chị ấy cũng vừa mới lướt tin tức. Biết được em trai không có ở trên xe, Giang Ảnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cúp điện thoại, Giang Ảnh mở tin tức xem lướt qua một chút. Tin tức về chuyến xe, các phương tiện truyền thông lớn đều có đưa tin, bất quá đều là tin nhanh ngắn ngủi. Tin tức càng ngắn, vấn đề càng lớn. Khu bình luận ngược lại không có đóng cửa, bất quá bình luận hơn phân nửa đều là ân cần, lo lắng, cầu nguyện. Tuy có cực kỳ biến thái vui sướng khi người gặp họa, mượn thiên tai làm lớn văn chương, hàm sa xạ ảnh, bất quá rất nhanh đã bị khu bình luận chỉ trích nước miếng bao phủ. Chương 7 Bọn hắn Trở về Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tam cậu ở nhà tiểu cô có phòng ngủ riêng, lại mặc dày mày dạng muốn cuốn quýt lấy nhị ca, cùng ngủ một cái giường. Giang Dược cũng không bài xích. Nhị ca, chuyện xe buýt, em không nói với tiểu cô. Tam cẩu tranh công. Coi như ngươi có chút thông minh. Nhị ca, ngươi quá coi thường ta rồi. Bàn thạch lĩnh chúng ta, đẩy về phía trước 500 năm, đẩy về phía sau 500 năm, giống như ta thông minh như vậy, ngươi có thể chọn ra mấy cái. Vậy cậu nói xem, vì sao không thể nói về chuyến xe? Tam cẩu dương dương đắc ý, cái này còn phải hỏi. Nếu ta nói với nàng, tiểu cô khẳng định không cho ta vào trong thành đùa giỡn với ngươi. Giang Dược trong nháy mắt im lặng, thật sự là lý do rất cường đại, hắn lại không nói gì để chống lại. Được rồi, câu trả lời này rất chó. Nếu như Tam Cẩu trả lời, giữ bí mật là bởi vì không thể khiến cho khủng hoảng, sợ rước họa vào thân, vậy ngược lại không giống như là Tam Cẩu. Nhị ca, hiện tại ngươi nên thừa nhận ngươi coi thường ta đi. Từ, rất tuyệt cậu quá cơ trí. Vậy cậu nên nhớ kỹ, việc này nếu cậu tiết lộ, sau này đừng nghĩ tôi dẫn cậu vào thành phố chơi. Nếu tam cậu thích run rẩy cơ trí như vậy, vậy để cho hắn ở dưới hình thức cơ trí này, đem chuyện hôm nay triệt để thối nát ở trong bụng. Anh hai, anh nói xem, giả sử hôm nay chúng ta không chặn chuyến xe kia, bọn họ không dừng lại một chút, có phải sẽ không bị chôn hay không? Không phải. Giang Dược trả lời rất quyết đoán cũng đúng, chuyến xe kia bị đồ bẩn cuốn lấy, khẳng định không đến được tinh thành. Giang Dược khe khẽ thở dài một hơi, từ chối cho ý kiến. Đồ bẩn có phải có lực thương tổn mạnh như vậy hay không, Giang Dược không thấy, cũng không xác định. Hắn càng tin chính là nhất mệnh nhị vận loại thuyết pháp này. Mệnh tức thiên mệnh, cũng bao gồm mệnh số cá nhân. Mấy ngày liền mưa, tạo thành đỉnh núi sạt lở, đây là thiên mệnh người của chuyến xe kia vừa vặn ở trên xe vừa vặn xuất hiện ở nơi đó đây là số mệnh cá nhân trong số mệnh có một kiếp này lại chưa chắc nhất định phải ứng với một kiếp này tuyệt đại đa số mệnh số cuối cùng cũng có đạo hóa giải nhưng chuyến xe kia hiển nhiên không có vận chuyển kia không có biện pháp hóa giải người không tin mệnh số đương nhiên có thể nói nếu như bọn họ không có nửa đường dừng lại một chút không có trì hoãn nửa phút kia đủ để chạy ra xa mấy trăm mét chắc chắn sẽ không gặp phải hoành kiếp này người tin tưởng số mệnh thì sẽ cho rằng có lẽ sạt lỡ đất đang chuẩn bị đến một điểm giới hạn nào đó vừa vặn cần một giây dẫn lửa để kích hoạt mà trọng lượng và khí tràn của xe buýt và một xe người vừa vặn kích phát điểm bùng nổ cho nên mới bị chôn vùi cho dù xe buýt đến sớm hơn 30 giây hay muộn hơn nửa phút đó là một chuyện đổi lại là một hai người cưỡi lừa điện không chừng nhất thời còn chưa chắc kích hoạt được như vậy, tôi và Tam Cẩu không lên chuyến xe đó, tránh được một kiếp, lại thuộc về tình huống nào. Tam Cẩu gặp tội một ngày, tối hôm qua lại ngủ không ngon, hơn nửa Giang Dược không hứng thú nói chuyện phím, mơ mơ màng màng ngã đầu ngủ thiếp đi. Giang Dược tâm sự nặng nề, nhất thời không buồn ngủ. Tự như tiểu cô nói, tiếp theo mấy ngày này, trên trấn chỉ sợ là không dễ chịu. Một chuyến xe mấy chục người, liên lụy chính là mấy chục gia đình bên tai thỉnh thoảng liền truyền đến tiếng khóc, tiếng gào khóc, tê tâm liệt phế, nửa đêm nghe đặc biệt lo lắng. Nỗi đau mất đi người thân, gian dược cảm động lây. Mười năm trước, biết được xe của đội khảo của mẹ cô bị lật xuống vách núi, cả nhà trong nháy mắt đau khổ tuyệt vọng, gian dược mất trọn vẹn mười năm, cũng không thể hoàn toàn đi ra. Mười năm qua, Giang Dược vô số lần gặp được mẹ trong mộng, mơ thấy dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của mẹ cậu lần lượt xé trách cổ họng gọi mẹ cho tới bây giờ không nhận được một câu đáp lại nhưng tháng này trong mộng phong biến đại biến mẫu thân trong mộng lại không còn trẻ nữa mơ hồ giống như còn đang ám chỉ manh mối gì đó Giang dược nhẹ nhàng rút ảnh gia đình từ dưới giường ra ông ngực trong lòng nỉ non mẹ rốt cuộc mẹ muốn nói gì với con Giang dược thậm chí cũng không dám nhắm mắt lại hắn sợ mình vừa nhắm mắt lại giấc mộng kia sẽ xuất hiện bộ dáng tuyệt vọng thống khổ của mẫu thân làm cho hắn tan nát cõi lòng nhiều hơn một giây cũng làm cho hắn khó có thể thừa nhận nhưng đồng thời hắn lại có chút chờ mong có lẽ giấc mơ này tiếp tục trong giấc mơ mẫu thân thật có thể cung cấp càng nhiều manh mối cho dù là mười năm qua sâu trong nội tâm gian dược kỳ thật còn ông một chút ảo tưởng lúc trước xe của đội khảo cổ lao xuống vách núi quỹ đạo xe cộ vết phanh xe ở hiện trường cùng với bụi cây hoa cỏ bị đụng hỏng bên đường trăm phần trăm đều chứng minh đây là sự thật tai nạn giao thông khiến người ta khó hiểu chính là dưới vách núi nơi sự việc xảy ra làm thế nào cũng không tìm thấy hài cốt xe cộ giống như cú ngã kia đội khảo cổ cả xe lẫn người trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian vách núi thâm thúy quanh năm sương mù phong tỏa nhưng các bộ phận có liên quan vẫn nhiều lần phái người thông qua các loại thủ đoạn đi xuống điều tra qua vận dụng nhiều loại thủ đoạn công nghệ cao tìm tòi qua. Không có gì cả. Cuối cùng, kết thúc vụ án bằng tai nạn giao thông, từ đó về sau sinh tử của mẹ trở thành một bí ẩn. Hồi lâu, tâm trạng gian dược phục hồi, hít sâu một hơi, đem ảnh chụp đặt lại dưới gối, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đông. Đột nhiên, tam cẩu hai chân hung hăng đạp ván giường, cả người cùng sát chết vùng dậy giường như thẳng lên. Ngữ khí dồn dập nói đã trở lại, đều đã trở lại. Đi theo hai tay hư không loạn trảo, biểu tình hoảng sợ, không ngừng hướng gốc giường trốn. Tam Cẩu, phát điên cái gì? Giang dược cho rằng Tam Cẩu ngủ ma giật mình, tác một cái. Khoan hãy nói, thật đúng là có tác dụng. Toàn thân Tam Cẩu co rút, quả nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhị ca, đã trở lại, bọn họ đều đã trở lại. Tam Cẩu cố ý đè nén cổ họng, nhưng trong giọng nói kia cổ rung rẩy nhiệt tình, biểu hiện ra nội tâm hắn cực độ sợ hãi. Điều này không bao giờ xảy ra với ba con chó. Cho dù là trên bãi Tha Ma Đại Kim Sơn, lúc than đầu hỏi đầu, tam cậu cũng không bị dọa thành như vậy. Ai đã trở lại? Người trên xe buýt, tổng cộng 44 người, bao gồm cả tài xế kia. Anh xem anh xem. Tam cậu chỉ ra ngoài cửa sổ má trái của tài xế cho đến khi cánh tay cũng không còn, còn có người kia, tôi biết, là khâu lão căng của tiệm lương thực dầu khí sát vách, ông ta còn thảm hơn, chỉ còn lại có nửa đoạn. Đó là ông chủ phùng của tiệm cắt tóc đầu cầu, ông ta bò trên mặt đất, ruột đều chảy ra, toàn thân đều là máu. Giang dược như rơi xuống hầm băng, thể xác và tinh thần lạnh thấu, một tay bịt miệng tam cẩu lại. Đừng nói nữa, tam cẩu, mau câm miệng lại. Xì 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 đèn đêm lúc sáng lúc tối rắc 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 bên ngoài cửa sổ cũng không biết là gió hay là lực lượng không biết gì khác giống như đang dùng hết toàn lực muốn đẩy cửa sổ ra xa 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 trên đường cái cũng không biết là tiếng mưa rơi hay là gió cuốn tàn chi bại diệp hoặc như là vật gì kéo lê mặt đất chậm rãi đi về phía trước ngược lại cả đêm chó sủa rất hung dữ vẫn không ngừng sủa trong lúc bất chợt tìm thư uyển giống như tất cả chó trong trấn đồng thời bị bóp cổ bịt miệng lại tiếng kêu im bặt nhiệt độ trong không khí dường như trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ khí lạnh âm u vù vù từ cửa sổ từ đáy giường từ mỗi một góc hư không thổi quét mà đến lại làm cho người ta có chút khó có thể chống đỡ hàm răng khanh khách vang lên đêm nay tiếng khóc liền không ngừng qua nửa đêm cho đến bình minh càng phát ra thê tuyệt sáng sớm Hai anh em đối phó lung tung mấy miếng bữa sáng, liền đề xuất muốn về Tinh Thành. Tiểu cô có tâm lưu bọn họ, nhưng trên trấn hiện tại tình huống này, nếu như không phải làm ăn không thể rời tay, chính nàng cũng không muốn đợi. Vừa vặn trên trấn có cái Tinh Thành tới giao hàng sư phụ, ngày hôm qua dừng lại ở trên trấn qua một đêm, hôm nay dự định đường vòng trở về Tinh Thành. Tình huống này vừa vặn bị tiểu cô nghe được. Hai bên quyết định bổ sung 100 đồng tiền xăng dầu đi nhờ xe tam cẩu, vào trong thành, phải nghe lời đại tỷ và nhị ca ngươi. Bằng không lão cô tác ngươi. Tiểu cô giơ tay lên, làm mẫu già xoa. Người khác nói ta không thích nghe, nhị ca nói ta khẳng định nghe. Tam cẩu tâm tình khoái trá, cũng không cùng tiểu cô tranh luận. Tiểu cô nhanh nhẹn móc ra một trăm đồng, xuyên qua cửa sổ xe ném cho thợ giao hàng. Chu lão bản, trên đường chậm rãi mở ra. Tiền xe cho ông trước, đừng tìm cháu tôi đòi món thứ hai càng không được khi dễ cháu tôi khi dễ ai cũng không dám khi dễ gian đại tỷ người của ngài a hơn nữa ta còn sợ lần sau đến ngài đem bánh xe của ta cho dở xuống hư hư biết là tốt rồi kỳ thật ta đây cũng là vì tốt cho ngươi hai tiểu hoạt thú nhà ta ngươi bình thường cũng không dám trêu chọc bọn họ không chừng ai chịu thiệt đây xe là hai hàng xe bán tải hai anh em ngồi phía sau rất rộng rãi. Giao hàng chu sư phụ ở trên trấn chậm trễ một đêm, đồng dạng sốt ruột trở về thành, chào hỏi một tiếng liền khởi động xe chậm rãi xuất phát. Chương 08 Tinh thành cũng không yên ổn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tam cậu luôn luôn không chịu ngồi yên, có tâm cùng gian dược thảo luận tà sự tối hôm qua, lại cảm thấy có người ngoài ở đây không quá thuận tiện, nghẹn đến cực kỳ khó chịu. Tài xế chu lão bản cũng là người tinh thành, bình thường giao hàng cho người ta nằm lai bắt vãng miệng rất lưu loát dọc theo đường đi bảo táp các loại tiết mục ngắn mặn nhiều chay ít cũng mặc kệ tam cẩu có phải vị thành niên hay không trên tay lái xe ngoài miệng lái xe hai xe song song hiện ra tố chất lão tài xế cực kỳ ưu tú người quanh năm ở trên đường xe thể thao đặc biệt kiên kỵ tán gẫu chuyện tà hồ trên đường toàn bộ đi xe hai ba giờ miệng chu lão bản cơ hồ không nghỉ ngơi lại thật sự không đề cập nữa câu chuyện chuyến xe ngày hôm qua nhà giang dược ở thành đông ông chủ chu ở thành bắc chỉ có thể đặt hai anh em họ xuống ở ngã rẽ ven đường chặn một chiếc taxi hai anh em nhảy lên xe trực tiếp báo tên tiểu khu đến cảng Crescent. cảng tân nguyệt có hơn mười hai mươi năm tuổi lúc đẩy ra thị trường lúc ấy cũng từng nổi tiếng một thời ở tinh thành rất có danh tiếng tài xế taxi đương nhiên không xa lạ gì làm nghề cho thuê này, trong đầu đều có một tấm bản đồ sống, vừa nghe nói là đi cảng Tân Nguyệt, trong đầu tự động quy hoạch lộ tuyến. Huynh đệ, hôm nay chúng ta phải đi đường vòng, đoạn quản lý giao thông của tinh thành nhị viện đại lộ Hà Diệp. Đoạn đường đó quản lý giao thông? Giang Dược nghe có chút hoài nghi. Đại lộ Hà Diệp là một trong những con đường chính của tinh thành, nhất là đoạn bệnh viện số 2 tinh thành, bình thường cho dù không phải giờ cao điểm cũng thường xuyên bị chặn. Vào giờ này giữa trưa, nếu là quản lý giao thông, có trời mới biết đoạn đường xung quanh sẽ chặn thành phố như thế nào. Cũng không phải gặp quỷ sao. Ta chạy taxi 11 năm, tổng quản lý giao thông đại lộ Hà Diệp cũng chỉ gặp hai lần. Lần trước vẫn là nhiều năm trước thủ trưởng đến tinh thành thị sát. Hai ngày nay lại tới thủ trưởng. Lúc này thật đúng là không phải, nghe nói là tạm thời quản chế. Hơn nửa giờ trước ta còn kéo một đơn từ nhị viện nghe đồng nghiệp nói, nhị viện bên kia đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Giang Dược hiện tại nghe thấy xảy ra chuyện liền nhau mắt. Nói là phòng ICU có một bệnh nhân nhảy lầu. Nhảy lầu cần phải quản chế giao thông, lý do này, ngay cả trẻ con tuổi tam cậu cũng không lừa được. Giang Dược ngược lại trầm mặt. Không nói đến tài xế taxi những lời này truyền tới truyền lui đã không biết là tin tức tay thứ mấy, coi như là tin tức tay thứ nhất lời này cũng lộ ra điểm đáng ngờ nồng đầm bệnh nhân vào icu hoàn toàn không có khả năng tự lo liệu hơn nữa đi qua bệnh viện cũng biết cửa sổ phòng bệnh trắng chắc bao nhiêu tráng hán thân thể không việc gì muốn mở ra cũng chưa chắc làm được một bệnh nhân vào icu có năng lực còn vào icu làm gì lui một vạn bước mà nói cho dù tin tức này là thật cũng không đáng toàn bộ đoạn đường đều quản chế tài xế taxi giọng điệu hơi khoa trương mặt mày hớn hở nói Nghe bọn họ nói, việc này rất tà môn. Có bao nhiêu tà môn? Cửa phòng ICU không mở, bệnh nhân mạnh mẽ mở cửa sổ nhảy xuống. ICU ở tầng cao nhất của tòa nhà, tòa nhà đó ước chừng 18 tầng, nghe nói mặt đất xi măng bị đập vỡ. Nhảy xuống lầu 18, trên mặt đất không đập cái hố đó mới gọi là tà môn. Trên mặt đất đập cái hố thật không gọi là tà môn. Tà môn chính là hiện trường không có vết máu không có thi thể. Ngoại trừ một cái hố bên ngoài, cái gì cũng không có. Nói tới đây, tài xế taxi cũng có chút sợ hãi, chột dạ liếc nhìn kính chiếu hậu. Nếu giáo viên vật lý của Giang Dược có mặt, nhất định sẽ trích dẫn công thức, tính toán ra từ tầng 18 nhảy xuống có bao nhiêu thế năng, sinh ra bao nhiêu lực tác dụng, sau đó đưa ra kết luận khoa học. Chẳng những hẳn phải chết, tử trạng còn có thể tương đối khó coi. 18 tầng gian dược thật sự vô lực phun tào, người thiết kế tòa nhà này phải có mạch não thanh kỳ cỡ nào mới có thể đem tổng số tầng định thành 18 tầng. Đương nhiên, có một số tài xế taxi có thói quen nghề nghiệp thích nghe tin vỉa hè, sau đó tự mình gia công não bộ, lấy hiếu kỳ thu hút ánh mắt người khác làm niềm vui. Giang Dược Quyền coi như câu chuyện để nghe. Cho dù chỉ là một câu chuyện, chi tiết trong này không chịu nổi cân nhắc cũng quả thực nhiều hơn một chút. Giang Dược tự nhiên sẽ không đi so sánh cái này. Xe dừng ở cửa tiểu khu, giá niêm yết 28 đồng. Giang Dược là một sinh viên, không thường xuyên dùng điện thoại di động thanh toán, vẫn quen trả tiền mặt. Đưa 30, tài xế thành thạo sờ soạn hai cái thép băng đưa tới. Giang Dược vừa tiếp nhận, bỗng nhiên một tay bắt lấy cổ tay tài xế. Hai mắt nhìn chầm chầm vào lòng bàn tay tài xế, trên mặt có chút kinh ngạc. Tài xế bị động tác bất ngờ này của Giang Dược làm cho giật nảy mình. Người anh em, anh đây ăn không ngon. Tên này tai to tai to, mặt đầy dầu mỡ, cũng không cản trở tư tưởng hắn chạy lệch, lại cho rằng Giang Dược là thấy sắc nảy ý. Giang Dược lập tức buông tay ra, khẽ cười. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Lập tức lại bổ sung. Nói thêm một câu, ngươi gặp phải đại sự rồi. Tài xế taxi nhếch miệng, miệng lộ ra hàm răng vàng hoe. Sao vậy, người anh em, anh đây là hù dọa tôi, anh tuy rằng không lăn lộn giang hồ nhiều năm, một cú điện thoại một phút đồng hồ còn có thể triệu đến 180 người đàn ông, anh tin hay không? Giao tiếp giữa người với người, quả nhiên là một chuyện cực kỳ vất vả. Giang dược đến bên miệng, ngẫm lại vẫn nuốt trở vào. Nhìn đối phương cũng không giống người hiền lành, tội gì phải làm chuyện cố hết sức không lấy lòng này chứ. Đẩy cửa xe ra, trực tiếp xuống xe. Ngu ngốc tài xế mắng một tiếng, đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Nhị ca, chuyện gì xảy ra? Lấy hiểu biết của tam cậu đối với nhị ca, hắn tuyệt đối sẽ không vô sự sinh sự. Vừa rồi làm như vậy, nhất định có nguyên nhân. Tài xế này, tám phần là đụng phải tài gì đó, hoặc là vừa làm chuyện thất đức gì đó. Đường sinh mệnh trong tay rõ ràng có một đường hắc tuyến đang cắn nuốt. Đây là ý gì? Tam cẩu tò mò cũng không có ý gì khác, theo suy tính, hắn ước chừng phải giảm 20 năm thọ. Có mơ hồ như vậy sao? Tam Cẩu giật mình. Thứ này thật là mơ hồ. Chỉ có thể nói cho người hữu duyên nghe, đa số còn chưa chắc tin. Cho nên vừa rồi ta cũng không vạch trần. Không vạch trần là tốt nhất. Nhìn khẩu khí của tên kia, nghe liền làm cho người ta khó chịu. Nếu ngươi nói với hắn, hắn không chừng sẽ hỏi biện pháp phá giải của ngươi đến lúc đó nói không chừng còn bị hắn cười nhạo một trận. Mỗi người đều có mệnh, không thể cưỡng cầu. Bất quá chuyện này, thật sự có chút cổ quái. Giang dược nhíu mày. Còn có cái gì cổ quái? Đường hát tuyến kia rất cổ quái. Bình thường loại hát tuyến này đều như ẩn như hiện, sẽ không dễ dàng nhìn ra như vậy. Hát tuyến kia của hắn, thật giống như có con dung chui vào lòng bàn tay của hắn, vừa mạnh vừa vội còn đặc biệt rõ ràng. Điều này nói rõ, một kiếp này của hắn tới rất đột ngột. Không phải trên đường xảy ra chuyện gì chứ? Không giống như là muốn ứng nghiệm tai nạn xe cộ, không có bất kỳ dấu hiệu tai ương máu nào. Đó là nhiễm bệnh. Cũng không quá giống. Cho nên mới cảm thấy cổ quái. Giang Dược Trăm Mối vẫn không có cách giải, tướng tay như vậy, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. Vào tiểu khu, giữa trưa lại đổ mưa, bên ngoài tiểu khu cũng không có người đi bộ. Nhà Giang Dược ở tầng trệt là tầng 11, kết cấu hai thang bốn hộ, nhà hắn ở tầng 8 phòng 801, thuộc về phía đông. Mở cửa, tam cẩu không đợi Giang Dược trút chìa khóa ra, đã đâm đầu vào phòng. Vừa định đẩy lên sofa, lại bị Giang Dược gọi lại. Tam cẩu, ngươi chờ một chút. Giang Dược trong lòng có chút khác thường, bước nhanh về phía trước, chuyển tới phía sau tam cẩu, nhìn chầm chầm mông tam cẩu, sắc mặt có chút không đúng nhị ca, ngươi nhìn chầm chầm mông ta làm gì? Cái quần này của anh làm sao vậy? Phá thành như vậy? Nhặt ở đâu ra? Làm sao có thể? Đây là quần mới mua, buổi sáng mới thay. Tam cẩu kêu oan. Giang dược ra hiệu cho hắn tự cởi ra xem. Nhìn lỗ thủng ở mông quần, tam cẩu cũng trợn tròn mắt. Cầm quần kinh ngạc ngẩn người. Cái quần này là hắn trước khi ra cửa thay, lúc thay còn rất tốt. Quần thủng hai lỗ cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là từ độ mài mòn của vải vóc khu vực đó, cùng với mức độ phai màu mà xem, không có tích lũy 10 năm 8 năm, tuyệt đối cũ nát không đến trình độ này. Vấn đề là, đây rõ ràng là một cái quần mới mua vào đầu năm. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người ở cái mông vị trí, cố ý đem quần làm cũ dường như. Bởi vì, so sánh với những khu vực khác của quần, đều rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì màu sắc cùng vải vóc ít nhất còn có chín thành trở lên mới cùng một cái quần lại xuất hiện tương phản quỷ dị như thế gian dược im lặng không nói thông qua trí nhớ cường đại của mình bắt đầu khôi phục lại trải nghiệm buổi sáng đến trước cửa nhà lúc tam cẩu ra cửa tìm quần thư uyển đúng là rất tốt điểm này không thể nghi ngờ ra cửa lên xe của ông chủ chu xuống xe lại bắt xe về nhà xuống xe đi bộ vào nhà sau khi sắp xếp lại tất cả các khâu, điểm đáng ngờ nổi lên mặt nước, Giang dược khẽ hô một tiếng. Chiếc taxi kia. Một chi tiết chứng cứ tương ứng, chính là hát tuyến quỷ dị trên bàn tay tài xế taxi. Trong mơ hồ, có một đáp án muốn nói ra. Giang dược vội vàng nắm lấy bàn tay của tam cẩu, tỉ mỉ quan sát một lát, nhưng không thấy gì khác thường. Cả người từ trên xuống dưới lại kiểm tra một trận, đồng dạng không thấy gì thương. Anh hai vậy xe taxi không sạch sẽ. Giang Dược trầm ngâm nói. Tôi nhớ lúc đó hình như anh ta có nhắc tới chuyện này, mấy chục phút trước anh ta mới từ tinh thành nhị viện đáp một chuyến. Chẳng lẽ hắn từ bệnh viện mang ra thứ bẩn thiểu gì? Sắc mặt tam cậu có chút khó coi. Theo thời gian suy tính, đó chính là vụ làm ăn cuối cùng của chúng ta. Lại liên tưởng đến sự kiện tài xế taxi kia nói nhảy lầu, Giang Dược nhìn không được có chút lông tơ dựng thẳng. Trước sự kiện nhảy lầu Giang Dược là nghe kể chuyện xưa. Hôm nay âm ý như vậy, trong lòng Giang Dược ngược lại là tin ba phần. Đương nhiên, nếu như tài xế taxi kia không nói ngoa, là sự thật, chuyện này tất nhiên còn có thể có hậu văn. Về phần sự kiện nhảy lầu có liên quan đến đơn hàng của tài xế hay không, hiện giờ Giang Dược không có chứng cứ hữu lực gì để suy diễn. May mà Tam Cẩu không phải chính diện đụng tà, chỉ là gặp phải một chút dư ba nhưng cho dù là dư ba, vậy cũng cực kỳ quỷ dị. Không thông qua bất kỳ thủ đoạn cũ nào, để cho một cái quần đang êm đẹp biến thành bộ dạng quỷ quái này, đây là trò quỷ gì? Điều này đã có chút vượt qua phạm trù lý giải của Giang Dược. Chương 09 không, không rõ lai lịch chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cái quần này hiển nhiên là không thể lấy. Cũng may tam cậu mang theo quần áo thay giặt nhìn qua bộ dáng tam cẩu còn có chút lưu luyến. Được rồi, được rồi. Anh không cảm thấy may mắn vì người ta không sao sao. Tam cẩu vẽ mặt cầu xin. Cái quần này là lễ mừng năm mới, ba tôi cố ý mua cho tôi. Lát nữa bảo chú ba mua cho cháu một cái nữa. Không biết là chuyện năm nào. Tam cẩu hiển nhiên không có lòng tin với cha hắn. Lúc này, điện thoại di động của Giang Dược vang lên. Giang Dược sao? có chuyển phát nhanh của anh, tôi lập tức đến dưới lầu nhà anh, phiền anh lấy một chút. Chuyển phát nhanh. Giang Dược rất ít khi mua trên mạng, trên cơ bản trong nhà phải mua thêm cái gì đều là chị Giang Ảnh phụ trách. Chị gái có thói quen mua sắm qua mạng, nhưng cho tới bây giờ đều viết tên của mình, điện thoại, địa chỉ hơn phân nửa cũng điền địa chỉ công ty. Xuống lầu, anh chuyển phát nhanh vừa tới. Chuyển phát nhanh vào tay rất nhẹ, gần như không có phân lượng. Giang Dược suy đoán hẳn là văn kiện gì, hoặc là tờ rơi quảng cáo gì đó. Nhưng ai chán thế, tờ rơi quảng cáo dùng chuyển phát nhanh để gửi. Giang Dược tiến vào thang máy, thuận tay xé ra một lỗ hổng, bên trong trượt ra một mảnh giấy rộng ba ngón tay. Chính xác mà nói, đồ chơi này không thể gọi là giấy tờ. Mà là một tờ giấy vàng mang theo cảm xúc, mặt trên vẽ một ít ký hiệu kỳ kỳ quái, từng câu từng họa giống như ẩn chứa thâm ý nào đó. Cái thứ này ở nông thôn ngược lại rất phổ biến. Rõ ràng là không ít gia đình nông thôn treo ở trước nhà hoặc dán ở trên cánh cửa dùng để trừ tà tránh tai họa. Bất quá cùng nông thôn những cái kia thô làm bừa giấy phù bất đồng, tờ giấy phù này chỉ là ở trên lòng bàn tay đặt xuống, nhẹ nhàng bay bổng nhìn như không có phân lượng, nhưng luôn cảm thấy ẩn chứa nào đó nói không rõ huyền cơ. Tự như mỹ ngọc chân chính, cùng ngoan thạch đặt cùng một chỗ, ưu khuyết tự hiện thậm chí không cần ngoan thạch phụ trợ, khí chất đặc biệt, chỉ cần không phải người mù liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Phía sau còn có chữ. Phố em, biệt thự chính ngõ giao tử. Giang dược cầm lá bùa này, trong lòng có chút kỳ quặc. Cũng may trong thang máy không có người khác, nếu không người ta không chừng sẽ sinh ra hiểu lầm gì đó. Thần côn, cũng không phải là tồn tại danh tiếng tốt. Nhất là, tuổi còn trẻ đã thành thần côn ngay khi Giang Dược ngay người, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tầng bề mặt của đạo phù giấy kia bỗng nhiên tản mát ra một tầng vần sáng màu vàng kim nhàn nhạt, phù giấy giống như bị lực lượng kỳ lạ nào đó thúc đẩy, chậm rãi nâng lên. Vần sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng cuộn lại, tờ giấy phù kia phút chốc sương mù hóa, loan lỗ một chút, dần dần hóa thành hư vô, phù ấn trên tờ giấy kia, lại giống như xuyên qua da lòng bàn tay gian dược, thấm vào trong máu thịt lòng bàn tay, trở thành một đạo lạc ấn trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt thể xác và tinh thần gian dược đồng thời dâng lên một loại cảm giác hoang đường khó hiểu cả người giật mình một cái thật giống như thân thể cùng linh hồn đồng thời qua một lần điện trong khoảnh khắc đó gian dược giống như tiến vào một thế giới kỳ dị lại giống như một thế giới kỳ dị tiến vào thân thể hắn đinh thang máy đến tầng lầu nhắc nhở âm thanh lại rõ ràng nói cho hắn biết đây mới là thế giới chân thật lại nhìn dấu ấn trong lòng bàn tay đã sớm biến mất vô tung. Vô duyên vô cớ, tờ giấy phù kia lại phiêu đảng trong đầu hắn, mặt trên lại hiện lên mấy chữ. 24 giờ. Giang Dược chấn động, đây là tình huống gì? Chữ viết chỉ lưu lại trong đầu vài giây, liền biến mất. Sau đó vô luận Giang Dược khiêu khích như thế nào, lăn qua lăn lại như thế nào, không hề có nửa điểm động tĩnh. Một loạt biến cố này tới bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Dược ở cửa ngay người một hồi lâu, Thủy chung không chiếm được trọng điểm. Đành phải bình phục tâm tình, mở cửa vào nhà. Tam cẩu đường công thô đã sớm quên chuyện quần kia, xếp bằng ngồi ở trên sofa, một tay điều khiển từ xa, một tay khoai tây chiên, đang vui vẻ ha hải nhìn một chương trình giải trí tên là các tiểu tỷ tỷ treo thẳng vân phàm. Chương trình này không có chút lịch duyệt thật đúng là xem không vào lắm. Lấy gian dược quan sát, trải nghiệm thứ này, tam cẩu tất nhiên là không tồn tại. Điểm chú ý của hắn hơn phân nửa là đùi các tiểu tỷ tỷ, thịt trắng bóng. Có thể giống như tam cẩu vô tâm vô phế cười ngây ngô, cũng là một loại hạnh phúc. Giang Dược không muốn phá hoại hạnh phúc của tam cẩu, chuyện chuyển phát nhanh, không định nói với hắn. Lục lọi túi chuyển phát nhanh, bên trong không còn thứ gì khác. Nói cách khác, người gửi bưu kiện này cho hắn, lại chỉ gửi cho hắn một lá bùa giấy quỷ dị. Đây là thao tác quỷ gì gì? Lại nhìn người gửi, không có. Thao tác này cũng quá trình diễn đi. Ngay cả tên và địa chỉ của người gửi cũng không để lại một cái. Bây giờ chuyển phát nhanh không phải rất chính quy sao? Cần gì phải sơ sẩy sơ suất như thế? Giang Dược mở di động ra, kiểm tra số chuyển phát nhanh một chút. Kết quả đúng là tra không thấy số này. Ngay cả số đơn cũng tra không được, gọi điện thoại đến công ty chuyển phát nhanh, chỉ sợ cũng nói không nên lời. Manh mối đến đây kém không nhiều lắm liền đứt đoạn, hơn nữa rất khó nối tiếp. Nếu muốn giải câu đố, chỉ sợ chỉ có thể. Phố em, biệt thự chính ngõ giao tử. Giang Dược yên lặng nhớ kỹ địa danh này. Phố Du Thụ, đó là khu thương mại xếp hạng top 3 tinh thành, Giang Dược ngược lại biết. Về phần biệt thự số 9 ngõ đạo tử, đối với một đứa trẻ ở nhà lậu bình thường mà nói, điều này có chút siêu cương. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quặc chính là mấy chữ kia. 24 giờ. Rốt cuộc là có ý gì? Là đang tiết lộ một manh mối, hay là đang nhắc nhở một loại khủng hoảng nào đó? Hay là tôi phải đến biệt thự chính ngõ đạo tử trong vòng 24 giờ? Anh hai, chuyển phát nhanh gì vậy? Tam Cẩu Thuận Miệng hỏi. Tờ rơi quảng cáo. Giang Dược cũng thuận miệng đáp. Ai ăn no như vậy? Đồ chơi kia chùi mông còn chê nó chán ghét. Còn phí tiền gửi chuyển phát nhanh. Tam Cẩu khịt mũi coi thường. Giang Dược không đáp lại. Nhìn thời gian đã qua 12 giờ rưỡi, không kịp đi mua thức ăn nấu cơm. Giang Dược tiến phòng bếp làm hai bát mì, cô nhỏ nhét vào trong túi những món ăn vặt kho, cũng ăn rất vui sướng. Chỉ một bát mì lại làm cho Tam Cẩu đối với cuộc sống trong thành cực kỳ hài lòng. Nhị ca nếu không huynh để muội ở lại trong thành là được. Trên trấn muội thật sự không muốn về. Gia lại ngứa. Nhị ca, ngươi nghe ta nói. Chỉ cần ngươi thu lưu ta, sau này ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tam cẩu mặt dày mày dạng. Tôi không có thói quen sai khiến lao động trẻ em, trở về thị trấn đọc sách của anh cho tốt. Ngươi có thể giết ta đi. Sách này, nhìn thấy liền đau đầu. Ta cũng không biết là ta đọc nó, hay là nó đọc ta? Nếu không, lát nữa nói với đại tỷ một chút. Giang dược như cười như không. Ngàn vạn lần đừng. Tam cẩu nghe được hai chữ đại tỷ, mặt lập tức tái mét. Chị gái của tam cẩu, cũng chính là chị ruột của Giang dược, lớn hơn Giang dược ba tuổi, bởi vì gia đạo biến cố, hai năm trước đã rời khỏi trường học, bước vào xã hội. Hiện đang làm việc tại một công ty môi giới bất động sản. Tam cẩu lăn lộn không keo kiệt, luôn luôn không sợ trời, đất không sợ, lại đối với đại tỷ sợ như hổ. Nếu như tiểu cô miễn cưỡng được cho là nữ cường nhân, đại tỷ thì có thể xưng là nữ cường nhân plus. Nữ oa nhiên nhà lão giang nhất mạch tương thừa, trong xương có một cổ dũng mãnh không thua đấng mày râu. Tiểu cô hung hãn, hơn phân nửa thể hiện ở ngoài miệng, há miệng đắc thế không buông tha người. Mà sự hung hãn của đại tỷ, bình thường không lộ sơn, không lộ thủy chọc nóng cũng thật sự sẽ đánh người. Tam cậu mấy năm nay chưa từng bị cha ruột đánh, cũng chưa từng bị tiểu cô đánh, thậm chí chưa từng bị giang dược đánh, lại bị đại tỷ mập mạp đánh. Tam cậu ở trường học ngoan cố không chịu nổi, dưới tình huống bình thường đại tỷ sẽ không ra tay. Nguyên nhân lần đó bị đánh thật sự là tam cậu không có điểm mấu chốt. Cũng không biết cậu mắc sai dây thần kinh nào, làm một con rắn trong cặp sách của bạn học nữ sợ tới mức bạn học nữ người ta tè ra quần ngay tại chỗ, ở viện vài ngày, thiếu chút nữa tinh thần thất thường. Làm hại cô ở bệnh viện bưng phân tiếp nước tiểu hầu hạ mấy ngày không chập mắt. Đại tỷ nhận được điện thoại, lúc ấy liền buông công việc trong tay, mượn xe đồng nghiệp, lái xe trăm dặm dết tới trường học trong trấn. Nửa đường còn hái dây mây, đến địa phương dừng xe xong, cả trường đuổi đánh ba con chó, đánh cho ba con chó lăn lộn đầy đất cầu xin tha thứ. Từ lúc đó, Phụ huynh bạn học nữ tận mắt chứng kiến, cũng không tiện náo loạn nữa, cuối cùng bồi thường chút tiền xem như kết thúc chuyện. Tam Cẩu tuy nói bướng bỉnh không thay đổi, nhưng từ nay về sau cuối cùng cũng biết điểm mấu chốt là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, đối với đại tỷ đó là vừa kính vừa sợ. Muốn hắn mở miệng nói với đại tỷ sau này không đi học nữa, có trời mới biết đại tỷ có đánh hắn một trận nữa hay không. Gia giáo gian gia rất nghiêm, giáo huấn từ nhỏ, thiên kinh địa nghĩa đánh đương nhiên. Nói đến đại tỷ, tam cẩu cũng yếu siêu, không yên lòng ăn mì. Đang ăn, di động lại vang lên. Cuộc điện thoại này có chút bất ngờ, đúng là Lý Nguyệt ngồi cùng bàn ở trường gọi tới, cô gái này ngày thường ngay cả nhìn thẳng vào mắt người cũng đỏ mặt thẹn thùng, chủ động gọi điện thoại cho anh, trong trí nhớ đây là lần đầu tiên. "Là, là tôi. Anh có khỏe không?" Lý Nguyệt lắp bắp hả em khỏe lắm à đang ăn cơm trưa mà đầu dây bên này giang dược có thể cảm nhận được sự khẩn trương của lý nguyệt à vậy không có việc gì đô 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 giang dược cầm di động vẻ mặt mơ hồ cú điện thoại này gọi đến không đầu không đuôi lý nguyệt chủ động gọi điện thoại đây là chuyện hiếm lạ giang dược vốn tưởng rằng có chuyện gì to tát kết quả chỉ có hai câu này sau đó cúp máy lấy một ví dụ không quá nhã nhặn, cảm giác này đại khái giống như, quần đều cởi ra, liền cho xem cái này. Len ken ken. Một tin nhắn uy chắc nhắc nhở nhảy ra khỏi màn hình. Là Lý Nguyệt. Vừa xem tin tức trên điện thoại di động, gần núi Đại Kim Sơn sạc lỡ chôn xe buýt, lo lắng anh ở trên xe. Giang Dược giật mình, được rồi, giải thích như vậy cuối cùng cũng thông suốt. Không hổ là ngồi cùng bàn, quả nhiên là có lương tâm. Bất quá, đây là chuyện ngày hôm qua a. À, bạn cùng bàn phản xạ của cậu dài bao nhiêu? Hoặc là mới xem tin tức. Cái này học tập phải bao nhiêu chuyên tâm a? À, nghỉ ở nhà cũng chăm chỉ như vậy sao? Tôi không sao, sáng nay đi nhờ xe về thành. Cảm ơn bạn cùng bàn quan tâm. Tin nhắn được gửi đi, đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn mì. Tam cậu gấp mì sợi, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn chầm chầm gian dược. Như thế nào? ăn không vô được a à, nhị ca rất giỏi giả bộ a à, mặt không đỏ có bệnh không đang yên đang lành đỏ mặt làm gì hắc hắc bạn gái phải không Phục. mì sợi gian dược vừa vào miệng thiếu chút nữa phun ra lông còn chưa mở rộng lại muốn giả làm lão tài xế tam cậu thấy thế càng thêm hăng hái đem đũa hướng trên bàn vỗ một cái ngươi xem ngươi xem đây chính là chột dạ biểu hiện. Nhị ca, cho ta nói một chút, ta kia tương lai tẩu tử bộ dạng thế nào? Da trắng hay không trắng? Mông có lớn hay không? Giang dược nhìn cái bác, lại nhìn tráng tam cẩu. Tam cẩu, ngươi có tin hay không, Bát mì này của ta toàn bộ úp lên đầu ngươi. Quân tử đồng khẩu không động thủ, nhị ca ngươi không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Mông tam cẩu dịch về phía sau, trốn đến khoảng cách an toàn. Tiểu tử ngươi, xem ra ta phải sớm đưa ngươi trở về. Cô đưa tôi về tôi sẽ nói với đại tỷ chuyện cô lén hút thuốc. Tìm thư uyển. Tam cẩu cười hắc hắc xấu xa. Ngươi nói cho đại tỷ cũng không có tác dụng. Được rồi. Thật ra nó có tác dụng. Giang dược thỏa hiệp. Việc này thật đúng là không thể để cho tỷ tỷ biết. Nếu không, chọc cho tỷ tỷ bạo tẩu hắc hóa, hậu quả quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang dược nghiện thuốc lá kỳ thật không lớn, thậm chí có thể nói là không nghiện. Sở dĩ thỉnh thoảng lại tới một cây, kỳ thật vẫn là bởi vì trong lòng có chuyện. Lẽ ra một học sinh, ngoài trừ việc học thì có thể có cái gì đáng phiền. Hoàn toàn ngược lại, giang dược chưa bao giờ phiền phức trong việc học. Tuy rằng cha mẹ song song mất tích, nhưng thân là cao tri, gian di truyền của bọn họ vẫn rất mạnh. Nhất là ở trên người giang dược, thể hiện hết sức rõ ràng từ nhỏ đến lớn, gian dược đều có bản lĩnh siêu cường hạng nhất, đã gặp qua là không quên được. Đi nhà trẻ cho tới bây giờ, việc học tuyệt đối có thể nói là một đường bắt đầu. Thành công của người khác là một phần trăm thiên tài cộng 99% mồ hôi. Thành tích học tập của gian dược. Tuyệt đối là một phần trăm mồ hôi cộng thêm 99% thiên phú. Việc học khối này, từ nhỏ đến lớn, hắn gặp phải đối thủ, thật sự là một cái có thể đánh đều không có ở phương diện này ông trời ba tuyệt đối là thiên vị hắn rắc rối của anh bắt nguồn từ gia đình mẫu thân ly kỳ mất tích phụ thân không hiểu sao rời nhà đổi lại là một người ở tuổi gian dược đều khó tránh khỏi cảm thấy bị nhục bội phần những năm gần đây gian dược chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai cũng chưa bao giờ lộ ra nửa điểm cảm xúc tiêu cực trước mặt người khác thế nhưng ở một góc nào đó sâu trong nội tâm hắn lại thủy chung tồn tại một khúc mắt ánh mặt trời chiếu không vào ai cũng cho rằng hắn đã sớm nhận mệnh nhưng nội tâm gian dược chưa bao giờ chưa bao giờ nhận qua cái mạng này